hãy lấy ra cả đi. Thiên cơ tử sau khi kiểm tra ngọc hạp cuối cùng, có chút không nỡ đem linh dược đặt vào lại ngọc hạp, bỗng nhiên hướng hàn lập mỉm cười nói. chương 1744, sắp xếp ổn thỏa. Hàn lập nghe bảo thế, trên mặt vẫn chưa lộ ra vẻ bất ngờ. Tuy rằng hắn đã thu thập tất cả dược vật bên trong dược viên, nhưng với quy mô của dược viên lão cũng có thể tính ra được đại khái số lượng linh dược đã gieo trồng. Cho nên thiên cơ tử mới có câu hỏi như vậy. Chính xác trong tay tại hạ còn có một số linh dược chưa lấy ra, nhưng tam vị tiền bối có lẽ cũng nên trưng ra một ít thành ý để vãn bối xem qua đã hàn lập mở chừng hai mắt, mỉm cười nói. Nghe hàn lập nói thế, ánh mắt thiên cơ tử chợt lóe sắc mặt trầm xuống, sao vậy, không lẽ hàn đạo hữu không tin tưởng bọn lão phu à? Vãn bối sao dám nghĩ vậy, chỉ có điều hầu hết linh dược vãn bối thu gom được từ quảng hàn giới cũng đã bày ra đây, bất quá những thứ còn lại chỉ là một ít linh dược cùng loại mà thôi hiện tại vãn bối nghĩ là nên nhìn qua linh đan trong tay của tam vị tiền bối trước hiển nhiên là không bị xem như một yêu cầu quá phận chứ hàn lập cũng chậm rãi nói ra lại không có ý nhường bước thiên cơ tử đạo hiếu hãy làm theo lời hàn đạo hiếu nói đi cứ lấy linh đan trong tay giao ra cho hắn xem qua là được cũng tốt thôi nhân tiện cho hắn thấy rõ thành ý trong lần giao dịch này của bọn ta sau khi truyền âm cùng thải lưu anh trong mắt lão chợt lóe thần sắc kỳ dị đoạn thiên nhận cầm trong tay một tiên quả màu đỏ kỳ lạ chỉ to cỡ ngón tay cái Lần này hầu hết những linh dược do Hàn Đạo Hữu xuất ra đều là những thứ mà ta và ngươi rất cần, đích xác có tư cách cùng bọn ta thực hiện chuyến giao dịch lần này. Nếu như thế, trước hết thiếp thân đành thả con tép để bắt con tôm vậy, đây là thứ thiếp thân dùng để trao đổi linh dược, Hàn Đạo Hữu hãy xem qua đã thải lưu anh cười một chàng rồi nói. Nghe được hai vị đồng cấp nói thế, thiên cơ tử tuy có ngơ ngác đôi chút nhưng sau đó ánh mắt chấp động vài cái rồi bỗng nhiên cười lên ha ha. Nếu nhị vị đạo hữu đều không có ý kiến, tại hạ đâu thể làm ác nhân được hảo, liền theo như lời hàn đạo hữu nói vậy, đa tà tam vị tiền bối đại lược, hàn lập ôm quyền hướng ba người cực kỳ khiêm cung, lúc này trong tay thải lưu anh khẽ lật chuyển, bỗng nhiên linh quang chợt lóe xuất hiện ra thêm ba lọ thuốc, rồi hướng hàn lập ném qua. Ba loại linh đan này đều là linh dược hỗ trợ đột phá bình cảnh, tiếng tâm không nhỏ chút nào, có lẽ hàn đạo hữu đã từng nghe qua ngân nguyên đan, vạn diệu đan và khổ thanh tán chứ. Lúc trước ta hao tổn rất nhiều tâm huyết mới điều chế được một ít đan dược và đã phục dụng hết một nửa, phần còn lại này cũng đủ trợ giúp cho đạo hữu vậy. Đặc biệt trong đó có ba viên vạn rượu đan, rất có tác dụng dùng để đột quá bình cảnh so với những loại đan dược thông thường. Trong lúc Hàn Lập mở ra xem qua những lọ thuốc này, Thải Lưu Anh kín đáo giải thích từng loại một. Với trình độ nhận thức về đan dược của Hàn Lập, liền dễ dàng phân biệt rõ thực hư, sau khi xem xong hắn gật đầu nhẹ nhẹ. Lúc này, đoạn thiên nhận cũng lấy ra hai dược bình cùng với hai hộp thuốc, còn thiên cơ tử thì xuất ra hai chiếc hồ lô một đỏ một lam lớn bằng bàn tay sau một hồi hàn lập đã xem xét xong hết những vật phẩm trong tay tất nhiên linh đan rượu dược của đoạn thiên nhận đưa ra không thể kém hơn so với thải lưu anh còn hai chiếc hồ lô của thiên cơ tử lại chứa những linh dịch quý hiếm trong lôi minh đại lục từ những hảo hữu tuy rằng dùng trực tiếp sẽ không có hiệu quả gì nhưng nó chính là nguyên liệu chính để luyện chế vài loại linh đan rất khó tìm thấy thứ tốt hơn ở trên linh giới này sau khi hàn lập tỏ vẻ vừa lòng cổ tay nhoáng lên một cái từ trong vòng tay chữ vật lại bay ra vô số hộp ngọc thanh quang chấp động vèo vèo. Linh đan linh dược của tam vị tiền bối đưa ra đích xác đều là những bảo vật vô giá, đủ để gây ra một trận phong ba bảo táp. Bất quá chỉ bằng từng này đan dược để đổi lấy những linh dược tại đây vẫn là chưa đủ hàn lập ngó lên khoảng không che kín bên trên, chậm rãi nói. Ha ha, thật sự lại có nhiều linh dược đến thế, không lẽ với ba người như bọn ta còn không có cách nào làm vừa lòng đạo hữu nữa sao? Hàn đạo hữu cứ việc nói thẳng, còn muốn thêm những thứ gì nữa đoạn thiên nhận lại thấy hàn lập vừa trương ra thêm lượng lớn linh dược nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần liền mừng như mở cờ trong bụng lập tức nói ra không cần nghĩ kỹ không sai những linh dược này đều rất phù hợp với cả ba người bọn ta đạo hữu có điều kiện kiện gì cứ việc đưa ra tuy rằng thiên cơ tử biết rõ trong tay hàn lập còn khá nhiều linh dược nhưng thật sự không nghĩ tới đối phương lại dễ dàng xuất ra nhiều như vậy nên cũng đồng dạng mừng rỡ mà nói những thứ pháp khí bảo vật cùng đồ vật linh tinh này nọ coi như là xong. Vãn bối còn khiếm khuyết một ít tài liệu quý hiếm, trong này có một phần danh sách, tam vị tiền bối xem thử có thể nào cấp cho vãn bối dựa theo số lượng và chủng loại được không? Còn có Cửu văn tinh nguyệt dịch là thuốc tiên chuyên luyện thể của tinh tộc, rất muốn xin thải tiền bối một lọ. Mặt khác, vãn bối đối với đan phương vạn diệu đan cùng phương pháp luyện chế thông linh khôi lối cực kỳ hứng thú hy vọng nhờ vã tam vị tiền bối có thể giúp cho thành toàn một phần hàn lập cũng không khách khí, nhất thời mở miệng tuôn ra nhiều yêu cầu như thế. Ba người thiên cơ tử sau khi nghe qua, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hàn đạo hữu người không khỏi quá tham lam đấy chứ. Phần tài liệu không phải nói tới, cách điều chế vạn diệu đan chỉ có luyện đan tông sư của tinh tộc chúng ta mới có thể nắm giữ. Còn tinh nguyệt dịch thì rất nhiều thánh giai cầu mong mà không có thải lưu anh nhướng mày, bộ dáng không chút nào hờn giận vãn bối quả thật không biết là đã quá phận cơ hội những thứ trước mắt đây do vãn bối thu thập được đều là linh dược của tiên nhân bên trong quảng hàn giới mỗi món nếu đem ra ngoài để trao đổi chỉ sợ các thánh giai tiền bối khác đều phải giành lấy ở đây ước chừng nhiều hơn trăm gốc hơn nữa trong số đó không ít những linh dược đã tuyệt chủng tại linh giới lại khó tưởng tượng nỗi toàn là loại linh dược vạn năm hơn xa bình thường lại nói thêm càng về sau vãn bối càng thấy rất thua thiệt hàn lập trả lời một cách tỉnh bơ đan phương vạn diệu đan tuyệt không có khả năng cách điều chế này căn bản là của thiên vân chư tộc bọn ta, không thể nào để cho người ngoại tộc nắm giữ. Còn cách luyện chế thông linh khôi lối cũng tương tự như vậy thiên cơ tử dùng một khẩu khí hết sức đáng tin cậy để cự tuyệt. Thật ra tuy rằng tinh nguyệt dịch rất quý hiếm lại khó cưỡng cầu, nhưng thiếp thân có thể miễn cưỡng trao ra một lọ. Còn những thức kia đạo hữu hãy đổi yêu cầu khác đi thải lưu anh nói ra có chút đau lòng. Tuy rằng dựa theo lẽ thường, hiệu quả luyện thể của một lọ tinh nguyệt dịch có giá trị còn hơn xa so với phương pháp luyện chế thông linh khôi lỗi cùng phương đan của vạn diệu đan. nhưng dù sao đi nữa nó cũng là loại vật phẩm có tiêu hao. sắc mặt đoạn thiên nhận cũng có chút thâm trầm. hàn lập gặp tình huống này nhưng cũng tạm thời yên tâm. vừa rồi hắn đưa ra điều kiện kỳ thật cũng chỉ có ý muốn thử xem sao mà thôi. nếu căn bản tình hình đối phương không thể châm trước được mà có thể đổi được một lọ tinh nguyệt dịch thì tự nhiên cũng đã là một thu hoạch rất lớn rồi. Tâm niệm Hàn Lập vừa có chút thay đổi lập tức bình tĩnh trở lại rồi trả lời, Tam vị tiền bối nếu đã cảm thấy đan phương cùng bí thuật khôi lỗi không thể truyền cho ngoại nhân thì Vãn Bối cũng không dám miễn cưỡng nữa. Như vậy đi, lần này Vãn Bối sử dụng truyền tống trận còn thiếu một nửa số lượng cực phẩm linh thạch nữa, nếu chưa vị bổ sung cho đủ thì điều kiện này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Linh thạch à, không thành vấn đề, cứ quyết định như vậy đi thải lưu anh vốn đang ngẩn ra, theo đó khẽ cười rồi đáp ứng. Thiên Cơ Tử cùng Đoạn Thiên nhận hơi trầm ngâm một hồi thần sắc cũng chậm chậm tỏ vẻ đồng ý. Thấy điều kiện giao dịch đã đạt được, hai tay Hàn Lập hợp lại một chút, bên trong luồng bạch quang chấp động, xuất hiện một khối ngọc giản màu xanh hiện ra. Ngón tay hướng ngọc giản chỉ một phát, ngọc giản liền bay về hướng thải lưu anh. Chân mày nàng nhíu lại, ngón tay thon dài ngà ngọc khẽ động, đã bắt lấy ngọc giản vào tay. Dùng thần niệm đào qua, thấy bên trong ghi lại chi chít rất nhiều tên tài liệu các loại, rõ ràng phần lớn đều là những thứ nàng đã từng biết qua từ rất nhiều năm trước. Nàng này liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái tựa như cười rồi Ngọc chỉ run lên, liền đem Ngọc giản trao cho đoạn thiên nhận gần đó, còn bản thân nàng lấy ra những tài liệu Hàn Lập yêu cầu bỏ vào một hộp Ngọc. Không bao lâu sau, ba người đem Linh Dược kiểm tra qua một lần, sau khi hoàn tất mới bắt đầu từ vòng tay chữ vật xuất ra một lượng lớn hộp gỗ cùng bình Ngọc có kích thước khác nhau. Vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, đã chuyển cho Hàn Lập đến 6-7 phần những tài liệu được ghi chép trong Ngọc giản. Thân sắc Hàn Lập trông có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hết sức kinh sợ hắn cung cấp danh mục tài liệu này tự nhiên không phải tùy tiện đưa ra trong đó có hơn phân nửa tài liệu đều do thanh nguyên tử yêu cầu hắn thu thập mà vẫn chưa tìm thấy tuy rằng đa phần cũng chưa phải là tài liệu quan trọng trong danh sách đó nhưng tương tự như thế thì có đầy vậy mà cả ba người thiên cơ tử lại không hề chắc mắt chút nào liền nhanh chóng lấy ra nhiều như thế khiến cho hàn lập tự nhiên phải giật mình bất quá cũng phải nói cho rõ ba gã hợp thể kỳ này đích thật trước đó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để cố gắng hoàn thành chuyến giao dịch này nếu không cũng đã không mang theo trên người nhiều đồ đến thế. Hàn Lập đem từng món tài liệu kiểm tra lại, thấy rất vừa lòng rồi đem toàn bộ đồ vật thu tất cả vào trong vòng tay chữ vật. Lúc này đoạn thiên nhận mới nói, những tài liệu còn thiếu đây, ngoại trừ vài thứ không thể tìm ra, trong vòng 10 ngày ta sẽ phái người giao cho ngươi những tài liệu còn lại. Hàn Đạo Hữu không có ý kiến gì chứ, không sao cả, đương nhiên vãn bối tin vào ba vị tiền bối. Hàn Lập cười cười rồi trả lời, còn đây là linh thạch cùng tinh nguyệt dịch mà ngươi muốn, Lúc này đạo hữu cũng thu được rồi. Hàn đạo hữu thật có thu hoạch quá lớn, chỉ một hơi đã gần như vét sạch gia sản của ba người bọn ta, lúc trở về không chừng còn phải mắc thêm một khoản nợ nhân tình rất lớn của các vị lão hữu thải lưu anh thản nhiên cười, cổ tay áo run lên. Nhất thời một túi da màu đen cùng một chiếc bình lam quang sáng trói được bao phủ bởi một đoàn ngũ sắc hào quang chậm rãi tay về phía Hàn Lập. Tiền bối nói đùa rồi Hàn Lập cười ha ha, sau đó sắc mặt hiện ra vẻ vui mừng, đơn thủ cách không tung ra một trảo liền bắt lấy chiếc bình cùng túi ra vào tay. Đối với linh thạch bên trong túi ra, Hàn Lập chỉ cần dùng thần niệm đảo qua một chút rồi thu vào trong vòng tay chữ vật, nhưng đối với chiếc bình màu lam lại rất cẩn thận. Chẳng những hắn mở nắp bình ra, dùng thần niệm kiểm tra qua lượng dịch trong bình mà còn đưa mũi vào ngưỡi nhẹ một cái, sau khi chắc chắn không phải đồ giả hắn mới cẩn thận thu hồi lại. Nếu lần giao dịch này đã hoàn thành, đương nhiên Hàn Lập sẽ không cần ở lại đây nữa, sau khi hắn hướng đám người thiên cơ tử thi lễ, liền mở miệng cáo từ. Còn ba vị hợp thể lão quái hiển nhiên cũng không muốn Hàn Lập ở lại làm gì, sau khi thản nhiên nói mấy câu, liền không khách khí tiến khách. Trong truyền tống trận chợt lóe linh quang, thân ảnh Hàn Lập trong nháy mắt biến mất dạng. Hai người các ngươi đi ra ngoài một chút đi thải lưu anh đảo qua trên mặt hai người Liễu Thủy Nhi cùng Thạch Côn, rồi bỗng nhiên phân phó. Vâng, tuân mệnh, Liễu Thủy Nhi đương nhiên cung kính vâng lệnh, còn Thạch Côn liếc mắt nhìn đoạn thiên nhận một cái, sau khi thấy lão ta gật đầu mới thành thật ứng tiếng. Vì thế hai người này cũng bước lên truyền tống pháp trận, chấp động một chút rồi cũng rời khỏi gian phòng. Ngay khi hai người thạch côn vừa hiện thân ở tòa lầu các trong một tầng đại sảnh thì bóng dáng hàn lập đã sớm hoàn toàn biến mất mà không rõ đã chạy về hướng nào. Hai người này liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ não. chương 1745, cự linh phù cùng huyết ảnh. Những linh dược này cứ dựa theo ước định mà chia đều chứ đoạn tiên nhận nhìn vào đám hộp ngọc chi chít mà không giấu nỗi vẻ hưng phấn nói đạo hữu chậm đã, tuy rằng bọn ta lúc trước cùng hứa hẹn sẽ phân chia bằng nhau, nhưng sau cùng thiếp thân phải bỏ ra cả linh thạch lẫn tinh nguyệt dịch, bao nhiêu đó linh dược thiếp thân cần phải được nhiều hơn một phần chứ tuy rằng thải lưu anh cũng háo hức như vậy, nhưng lúc này lại lắc đầu nói. Nhiều hơn một phần, tiên tử tính hủy ước sao? Đối với linh thạch thì chốc nữa ta cùng đoạn đạo hữu sẽ có thứ khác để bù lỗ cho tiên tử. Về phần tinh nguyệt dịch, cho dù là thuốc tiên dùng cho luyện thể đi nữa, nhưng làm sao có thể so sánh được với linh dược của tiên giới, cao lắm chỉ có thể nhượng cho ngươi năm sáu cây linh được là cùng sắc mặt thiên cơ tử trầm xuống lạnh lùng nói ra. Thôi được, năm cây thì năm cây vậy thải lưu anh liền đáp ứng, trên mặt còn đượm nét cười nhẹ. Thiên cơ tử không khỏi ngẩn người, nhưng lập tức nhớ tới việc gì, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ buồn bực, nhưng sau đó hừ một tiếng cũng không tiện thay đổi gì nữa. Đoạn thiên nhận đứng sát bên gặp tình cảnh này thì khoanh hai tay lại, trên mặt lộ vẻ mỉm cười. Lúc này, ba người bắt đầu phân chia mấy trăm phần hộp ngọc linh dược, sau khi trải qua một phen cò kè mặc cả kịch liệt cuối cùng cũng chia xong toàn bộ đống linh dược hắc hắc may mắn có những linh dược này đoạn mẫu thật sự đã phải dừng lại ở bình cảnh quá nhiều năm rồi nghĩ đã đến lúc đột phá hẳn là không thành vấn đề gì nữa đoạn thiên nhận đem tất cả hộp ngọc của phần mình đều thu lại hết rồi vừa lòng nói bất quá trên người tên tiểu tử kia chắc chắn còn có thêm một số linh dược chưa lấy ra nữa nhị vị đạo hữu có hứng thú không trong mắt thiên cơ tử chớp nhẹ dị sắc bỗng nhiên hỏi thế Đương nhiên đoạn thiên nhận cùng với Thải Lưu Anh nghe qua đã hiểu rõ ẩn ý của thiên cơ tử, nhưng sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời lộ ra vẻ e dè. Nếu chỉ mỗi một mình hắn, ba người chúng ta liên thủ đương nhiên không cần phải tính toán. Nhưng đừng quên mệnh lệnh của ông tiền bối mấy hôm trước, lưu ý đặc biệt mở ra phong ấn của truyền tống trận để cho tiểu tử này sử dụng. Như vậy xem như hơn phân nữa căn nguyên là hắn có chút quan hệ với ông tiền bối. Hơn nữa với quy mô của dược viên đó ta cũng có nghe tiểu đồ thuật lại, thì tính tới tính lui lượng linh dược mà hắn đưa ra cũng không sai biệt lắm cho dù còn lưu lại chút ít tuyệt đối sẽ không bao nhiêu không lẽ vì một chút như vậy mà đi chọc tức tới ông tiền bối thì thật không cần thiết lắm hơn nữa thần thông tiểu tử này không tệ lại tỏ ra biết điều như thế theo ta không cần phải làm chuyện thừa nữa đoạn thiên nhận sắc mặt âm thầm trầm ngâm một hồi rồi mới lắc đầu nói tiểu muội cũng thấy lời nói của đoạn huynh rất hữu lý nếu vì thế mà đắc tội với ông Tiền Bối thì ngay cả bọn ta là thánh tộc tồn tại cũng tuyệt đối nuốt không trôi đâu, thải Lưu Anh thần sắc cũng ngưng trọng, tán thành nói ra. Nhị vị đạo hữu đã bảo thế, thì coi như lúc nãy lão phu chưa từng đề cập tới chuyện này vậy, cũng do vừa rồi đúng là ta có chút lòng tham mà thiên cơ tử cười ha ha, đem việc này mà bỏ qua. Do không được hai người thải Lưu Anh cùng Đoạn Thiên nhận ủng hộ, nên chút ý niệm trong đầu mới phát sinh đã vội vụt tắt. Lúc này, thân hình Hàn Lập đã xuất hiện trên sơn đạo dẫn xuống núi ống tay áo hắn đang phe phẩy, thần sắc hờ hứng. Không ai biết được trong lòng hắn đang quay cuồng không thôi, luôn phải cân nhắc điểm lợi hại trong lần giao dịch này. Nhìn sơ qua cứ tưởng nhiều loại linh dược tiên giới đó đều đã bị đối phương dùng tài liệu cùng linh đan để trao đổi hết sạch rồi, dĩ nhiên như vậy hắn phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Nhưng trên thực tế hắn biết rất rõ, căn bản hắn không mất mát gì cả thậm chí ngược lại còn chiếm thêm tiện nghi thật lớn. Thật ra là, lúc trước hắn lấy thêm ra những linh dược đang sở hữu, tất nhiên mỗi loại hắn đều để dành lại một gốc linh dược chỉ cần sau này bỏ ra thêm thời gian hắn liền có thể nhờ sự trợ giúp của tiểu bình thần bí để thúc giục thêm một lượng lớn linh dược tương tự nếu cảm thấy hắn bị tổn thất gì đó thì chẳng qua chỉ là tốn một ít thời gian để tiếp tục dưỡng dục linh dược mà thôi riêng hồng la quả cùng thực độc thảo nếu áp dụng phương pháp dưỡng dục kiểu đó có lẽ sẽ không hiệu quả nên hắn chỉ giao ra vài cọng tượng trưng mà thôi còn đại đa số những thứ để lại đều cùng loại với đám linh dược hắn đã từng mang ra trao đổi về phần bảy tám loại linh dược độc nhất vô nhị cùng với ngân sắc đài sen thần bí lại càng không thể giao ra được. Như vậy, rõ ràng Hàn Lập chưa từng bị tổn thất nhiều về mặt linh dược, lại có thể từ đám người thiên cơ tử đổi lấy được nhiều thứ tốt đến thế. Tâm tình của hắn đương nhiên tốt hẳn lên. Sau khi xuống núi, Hàn Lập đến vùng phụ cận một ngọn núi lân cận rồi tạm thời ở tại chỗ đó. Trong vòng 3 ngày kế tiếp, hắn không ngồi ý một chỗ để chờ đợi, mà liên tục chạy tới chạy lui trong các cửa hàng bán tài liệu ở Phục Giao Thành, rồi tiến hành thu mua một lượng lớn tài liệu các loại. Những loại tài liệu này không hẳn đều là loại quý hiếm, nhưng hầu hết đều là những loại vật phẩm đặc sản của Lôi Minh đại lục. Hắn đã có dự định quay về Phong Nguyên đại lục nên tự nhiên muốn chuẩn bị mua thêm một ít tài liệu để sau này có dịp dùng tới. Đến buổi sáng hôm thứ tư, Hàn Lập rời khỏi chỗ ở, nhẹ nhàng đi tới ngoại thành Phục Giao Thành. Thanh Giao Phong là một ngọn núi nằm ở phía tây cách Phục Giao Thành hơn trăm dặm. Trong vùng sơn mạch thật rộng lớn, Ngọn núi này không quá lớn cũng không quá nhỏ, lại tương đối vắng vẻ. Nếu không phải do toàn cảnh trên núi được bao phủ bởi cây cối xanh tươi quanh năm, hơn nữa hình dáng ngọn núi trông khá kỳ dị, tựa như một con dao long vươn mình sắp bay lên trời cao, thì có lẽ không người nào quan tâm đến ngọn núi này nữa. Sau khi hàn lập hóa thành luồng hào quang thanh hồng rồi biến mất, liền tại trên đỉnh núi chợt hiện ra thân hình được bao phủ trong quầng sáng rồi vụt tắt, hắn dương đôi mắt nhìn xuống dưới. Với thần niệm cường đại hiện giờ, trong khoảnh khắc hắn đã đem cả ngọn núi tìm hiểu cặn kẽ. Hiện tại trên núi trống không, người ước hẹn là hướng chi lễ vẫn chưa tới nơi. Ánh mắt hàn lập nhìn lên cao thoáng chấp động rồi cân nhắc một chút, bỗng nhiên tay áo bảo khẽ run lên, nhất thời hơn chục đạo trận kỳ đồng loạt bay tán ra, tất cả đều bắn nhanh xuống ngọn núi cùng lóe lên lướt nhanh rồi biến mất. Sau đó hắn mới hạ xuống đỉnh núi, tùy ý ngồi xuống xếp bằng tại một mõm đá núi sạch sẽ rồi hai mắt khép hờ lại. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã trải qua mấy canh giờ rồi. Thần sắc Hàn Lập vừa động, bỗng nhiên hai mắt mở ra, nhìn về hướng phục giao thành. Chỉ thấy linh quang chợt lóe nơi phía xa chân trời, một đạo kinh hồng bắn nhanh đến, một lát sau đã bay đến phía trên ngọn núi rồi xoay một vòng mới hạ xuống dưới. Hàn sư đệ, vì huynh bận việc nên đến chậm một chút, thật làm cho sư đệ phải đợi lâu quầng hao quang tắt đi hiện ra một hoàng bào lão giả đứng kế bên, hai tay chắp lại hướng Hàn Lập trên mặt lộ ra vẻ xin lỗi người đó đúng là hướng chi lễ không có gì ta ngồi đây cũng chưa được bao lâu hiện tại sư huynh có thể nói thẳng ra rồi chứ thần sắc hàn lập bình tĩnh thản nhiên nói đương nhiên phải thế bất quá trước hết ta muốn cho sư đệ xem qua món đồ này đã trong tay áo báo rộng thùng thình của hướng chi lễ đưa ra một hộp ngọc xanh lục vẻ mặt tươi cười trao cho hàn lập đây là thứ sư huynh muốn giao cho ta à vật gì đây sao thần bí quá vậy hàn lập liếc mắt nhìn chiếc hộp một cái thần niệm vừa tiếp xúc với hộp ngọc không ngờ bị bắn ngược trở ra khiến cho sắc mặt hắn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi bên trong chiếc hộp giường như bị ai đó hạ cấm chế cực kỳ huyền diệu ha ha Hàn sư để có hứng thú thì hãy tự mở ra tự nhiên sẽ biết ngay hướng chi lễ cười nói trên mặt lộ ra vẻ thần bí Hàn lập nghe vậy liền gật đầu tay cầm chiếc hộp ngọc sau khi ước lượng một chút liền thấy trọng lượng rất nhẹ tựa như chẳng có gì đặc biệt lắm tiếp theo âm thầm liếc sang hướng chi lễ một cái trong mắt Hàn lập chợt hiện lên một tia kỳ quái đột nhiên quăng hộp ngọc lên không trung kế tiếp tay áo bảo phất lên, một đạo kiếm quang màu xanh dài hơn trượng nhất thời lóe ra, liền hung bạo chém lên chiếc hộp. A, à, hướng chi lễ đang chứng kiến bất chợt kinh hoàng thốt ra, đến nổi không kịp ngăn cản lại. Chỉ nghe vang lên tiếng động răng rắc, cái đó hộp ngọc đã bị kiếm quang chém vỡ, theo đó rớt ra một vật bay xuống. Hai mắt hàn lập nhíu lại, hiển nhiên thấy rất rõ ràng, trên mặt hiện ra vẻ bất ngờ. Đấy là một tấm phủ lục chiếu ánh vàng rực rỡ, mặt ngoài phủ một lớp hoa văn màu bạc trông rất huyền diệu, đồng thời có vô số ký hiệu vàng bạc như ẩn như hiện bao quanh phù lục thoạt nhìn thấy có vẻ rất dị thương đây là một tấm cự linh phù chính là vật năm xưa ở nhân giới lão phu vô tình có được nhưng nhất định tu vi phải từ hóa thần trở lên mới có thể tế luyện sử dụng được trước đây khi xuyên qua không gian tiết điểm thì ít nhiều gì cũng nhờ có tấm phù này hộ thân nên mới có thể sống tới bây giờ thế nhưng tu vi ta đã giảm xuống tới kết đan kỳ thật sự lưu lại cũng bằng vô dụng nay ta muốn tặng vật này cho hàn sư để kể như là trao đổi đi Hy vọng lúc nào trở lại nhân tộc Hàn sư đệ hãy giúp ta một việc. Bất quá đệ hãy yên tâm đi, việc ta nhờ tuyệt đối chỉ là chuyện nhỏ so với năng lực của Hàn sư đệ thôi. Thần sắc trên mặt hướng Chi Lễ bình tĩnh trở lại, không hề đề cập tới việc tại sao Hàn Lập ra tay chém chiếc hộp ngọc, ngược lại chỉ giải thích đơn giản vài câu, lời nói hết sức thành khẩn. Hàn Lập vừa nghe qua thoáng nhíu mày lại, cũng không nói gì nữa, ngược lại tung một chảo lên không trung. Nhất thời một cổ sức mạnh vô hình hướng lên trời cao bao trùm lấy siêu một tiếng, âm thanh phát ra từ tấm phù lục vàng trói đang rơi xuống, lập tức bị hắn bắt lấy. Mơ hồ cảm ứng được linh lực tinh thuần từ trong cự linh phù truyền ra, hàn lập trong lòng thoáng động, một tiếng xé gió suy suy. Chợt vang lên, từ trên vầng trán bắn ra sợi tơ trong suốt chợt lóe lên rồi lướt tới nhập luôn vào trong phù lục. Thần niệm tinh hóa hướng chi lễ vừa chứng kiến cảnh này lại thất thanh thốt ra, trong mắt chợt lóe ra vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó, có bất ngờ xảy ra. Nguyên bản linh khí trên cự linh phù rất sung túc, lúc này chợt phát ra một tiếng vang nhỏ, tấm phù vốn màu vàng rực nay bị hóa thành màu đen nhánh, đồng thời tuôn ra một đám khí xám xịt, cùng một chùm tơ trắng từ trong phù lục bắn ra. Tốc độ chùm tơ bắn tới cực nhanh, mới vừa lóe lên đã hiện ra trước người Hàn Lập. Nhưng dường như Hàn Lập đã đoán trước được chuyện này, một chút bối rối trên mặt cũng chẳng có, ngược lại linh quang chói lóa, một tầng kim quang hiện ra dày đặc dị thường trên người Hàn Lập, nhìn qua thấy rất kiên cố khó mà phá vỡ được. Thật sự là vậy, với tu vi hiện nay của Hàn Lập, thì linh quang hộ thể được cô động lại từ phạm thánh chân ma công, ngoại trừ vài loại bảo vật cao cấp ra, những pháp bảo thông thường căn bản khó lòng làm cho suy xuyển. Nhưng kế tiếp tình cảnh quỷ dị lại xuất hiện, quang ti sám trắng trông có vẻ như không thể ảnh hưởng gì tới quầng kim quang, nay chợt lóe lướt tới liền xuyên thủng tầng kim quang đó rồi tiến sâu vào. Hàn Lập cảm thấy một cỗ âm hàn tỏa ra từ quang ti sám trắng nọ, chỉ khoảng chừng một hơi thở, tứ chi cùng cơ thể liền tê dần, không thể nhúc nhích được chút nào. Cùng lúc đó, hướng chi lễ vốn đang đứng cách mấy trượng vừa thấy quang ti đã bắn vào trong cơ thể hàn lập, lập tức trên mặt hiện lên vẻ hung tợn, hai tay bắt quyết niệm chú, thân hình chợt nứt toát bị xé tung ra. Huyết nhục bay tán loạn, một đạo huyết ảnh mờ ảo hiện ra ngay tại chỗ cũ. Kế tiếp huyết quang đại phóng, huyết ảnh hóa thành một nhân ảnh đỏ như máu ảo ảo đánh tới. Đối phương tiến tới gần hàn lập, nhất thời một cỗ huyết tinh sông thẳng vào mặt chương 1746, ly khai lôi minh. Đột nhiên trên thân hàn lập hắc khí quay cuồng, một kiện chiến giáp năm đen hiện ra. Vô số hắc sắc phù văn từ trên chiến giáp lơ lửng xuất hiện. Luồng huyết quang hết sức quỷ dị ngay khi tiến sâu vào trong lại chạm vào tầng hắc khí, sau đó vang lên một tiếng phanh, lập tức những phù văn chớp động liên tục bị bắn tung tóe vang ra. Thoáng cái huyết ảnh bị thương té ngã rồi lăn lộn ra xa, hiện lại nguyên hình. Trong mắt Hàn Lập Lam quang chợt lóe, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng chân tướng huyết ảnh. Cho dù hắn đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, thế mà cũng không khỏi biến sắc. Đột nhiên nhìn thấy được gương mặt của huyết ảnh đó, rõ ràng nhất là hàm răng nanh hoàn toàn lộ ra trên bộ mặt quỷ dữ tận kia. Nhưng đáng sợ hơn cả là sau một chút chấp động thì bộ mặt quỷ liền biến ảo thành khuôn mặt của hướng chi lễ, một lát sau lại mở ảo biến thành khuôn mặt của một nam tử quen thuộc khác. Đương nhiên gã nam tử đó Hàn Lập cũng nhận ra, người mà trước đây đã cùng tiến vào không gian tiết điểm với hướng chi lễ, chính là hô lão ma. Gương mặt huyết ảnh lại biến hóa ra cả ba khuôn mặt khác nhau, tuần tự biến ảo nhanh chóng, tựa như dòng nước đang chảy không thể dừng lại được. Thiên ma giáp, không có khả năng, làm sao người có được thiên ma chiến giáp thân hình huyết ảnh chớp lên vài cái, rốt cuộc thân ảnh đó đứng vững lại ở cách đó không xa, trong miệng thốt ra lời nói cực kỳ sợ hãi. Thanh âm có chút giống với hướng chi lễ, nhưng khiến cho Hàn Lập một cảm giác xa lạ hết sức quỷ dị hàn lập hừ lạnh một tiếng trong chốc lát da thịt trở nên vàng chóe chói mắt giống như một loại vàng đỏ thường thấy đồng thời hiện lên một mảnh lân giáp vàng rực người nghĩ rằng khoát vào thiên ma giáp thì ta sẽ không làm gì được người sao huyết ảnh thấy cảnh tượng này sau mấy lần khuôn mặt biến ảo liên tục từ miệng phát ra một âm thanh rất to hết sức quái dị rồi xoay người đứng lên trong chốc lát một cơn lốc đỏ như máu cuộn theo huyết ảnh tung người lên cao vài chục trường bên trong cơn lốc vang lên tiếng nổ ầm ầm rất to Từng đạo huyết sắc điện quang chợt hiện ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Tiếp theo huyết ảnh phát ra vài câu thần chú quái dị, cơn lốc đó nhoáng lên một cái, bất ngờ bay nhanh lên rồi thu nhỏ lại. Một lát sau, liền hóa thành một người đầu to với đám huyết sắc phù văn nho nhỏ, còn huyết ảnh phía trước người lại nhẹ nhàng lơ lửng bất động. Hàn Lập mơ hồ cảm ứng được lực dao động cuồng bạo lan tỏa ra từ phù văn, sắc mặt liền ngưng động lại. Một âm thanh sấm sét vang lên huyết sắc hoa văn vừa xoay tròn liền hóa thành một đạo quang điện màu đỏ phóng xuất ra. Lại oanh một tiếng, quang điện cùng hắc sắc phù văn ngay khi vừa tiếp xúc với nhau chợt hiện lên hào quang chớp lóe, rồi đem hắc sắc phù văn công kích tán loạn, sau đó tập trung đánh lên hắc sắc ma giáp. Kế đó tiếng động ngân vang, huyết sắc quang điện tan biến vào hư không, để lại một lỗ thủng trống trơn to cỡ bàn tay trên hắc giáp. Giang nanh lại lộ ra trên mặt huyết ảnh, sau một chàng cười quái dị, hóa thành một đạo huyết hồng bắn mạnh ra. Thoáng chấp động một cái, tốc độ cực nhanh đã ảo tới trước mặt Hàn Lập, nhắm thẳng vào lỗ thủng trên áo giáp mà đánh tiếp vào. Nhưng vào lúc này, trong không trung gần đó cũng đồng thời dao động, một bàn tay to lớn vàng trói bỗng nhiên xuất hiện ngay chỗ bị thủng, năm ngón tay tung ra, lập tức vừa vặn bắt lấy đạo huyết hồng tự chui đầu vào lưới. Huyết quang tán loạn, huyết ảnh đang nằm gọn trong bàn tay lại hiện thân ra, trên mặt hoàn toàn lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đột nhiên nó há miệng phun ra một cỗ huyết diễm thẳng vào mặt Hàn Lập. Một chiêu này thật sự ác độc dị thường. Hiện tại Hàn Lập không thể nhúc nhích được chút nào, lại thêm khoảng cách quá gần, theo lẽ thường tuyệt khó mà thất bại. Nhưng khóe miệng Hàn Lập khẽ động, lộ ra một tia cười lạnh. Trên vầng trán chợt léo lên quầng đen, một con mắt ngăm đen bỗng nhiên bật mở ra, nhanh tựa tia chớp phọt ra một đạo ô quang, rất chuẩn xác đã đánh trúng huyết diễm. Vang lên một tiếng phốc suy, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, cả hai thứ đều đan vào nhau rồi thoáng chốc tan biến vào hư không mất dạng. Huyết ảnh cả kinh, huyết quang trên người bành trướng ra, vẫn còn muốn thi triển thêm thần thông gì nữa nhưng chẳng còn cơ hội. Đột nhiên năm ngón tay trên kim sắc đại thủ toát ra một quầng hỏa diễm màu bạc, chỉ cần quay cuồng một phát đã bao phủ huyết ảnh vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang ra từ ngân diễm, huyết ảnh liều mạng dẫy ruộng không ngừng, thân hình dường như không xương bị kéo dài ra rồi biến dạng, không ngừng biến ảo đủ loại. Nhưng cho dù là biến hóa thế nào đi nữa, thì kim sắc đại thủ vẫn đeo bám quyết liệt, căn bản vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay không thể thoát ra. Sau vài lần hô hấp, tiếng kêu thảm thiết bỗng dừng lại thế là huyết ảnh đã bị tan biến trong quầng hỏa diễm đó lại nói tiếp xem như tên huyết ảnh này không may mắn chút nào nguyên bản nó vốn có một thân thể vô hình đối với bảo vật cùng thần thông bình thường căn bản khó vây khốn cũng như làm thương tổn đến nó nhưng chính kim sắc đại thủ kia lại do phạm thánh kim thân biến hóa thành cũng do tu vi hàn lập tiến nhanh cùng với việc trải qua nhiều lần luyện thể nên uy lực không thể tưởng tượng nổi do đó có thể đơn giản bắt giữ được thân thể vô hình đó về phần vệ linh chân hỏa vốn rất am hiểu về cắn nuốt thiên địa năng lượng hỏa hệ hơn nữa sau khi đã nuốt qua nhiều loại hỏa diễm thì rất có công dụng khắc chế được những loại ma vật tà khí lợi hại hơn thế nữa vì vậy lúc này mới dễ dàng luyện hóa tên huyết ảnh vốn có chút lai lịch đó ra thành cho hàn lập thấy hết thảy sự việc thần sắc trên mặt bắt đầu buông lỏng phá diệt pháp mục trên trán từ từ khép lại rồi biến mất theo đó miệng hắn khen niệm chú kim quang trên người nhất thời lưu chuyển sau đó há miệng phun ra một viên quang cầu to bằng nắm tay mặt ngoài viên quang cầu này được bao phủ bởi một tầng kim quang bên trong cũng đan sen vào một chùm tia sáng trắng xám đây chính là dị vật vừa rồi đã bắn vào trong cơ thể thế là bị hắn dùng chân nguyên lực mạnh mẽ thu thập rồi đẩy ra ngoài cơ thể cũng do hiện tại tu vi hắn tiến bộ rất nhanh nên phạm thánh chân ma công đã gần đạt đến đại thành nếu không rất khó thực hiện được sau khi quang cầu trắng xám bị hắn phun ra thân hình lập tức khôi phục trở lại bình thường hàn lập không nói lời nào liền hướng hỏa diễm màu bạc chỉ tới nhất thời phệ linh chân hỏa vèo một cái, đem quang cầu đang nằm trong kim sắc đại thủ bao vây lại, hào quang trên kim sắc đại thủ chợt lóe rồi tán loạn biết mất dạng, quang cầu xám trắng ở trong ngân diễm sau khi chấp động vài lần rồi cũng tan vào hư không. Lúc này Hàn Lập liền xoay chuyển ánh mắt, quét về phía bộ hài cốt có huyết nhục mơ hồ ở cách đó mấy trượng mà không khỏi nén một tiếng thở dài. Tuy rằng đến lúc này hắn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc hướng chi lễ đã gặp phải kiếp nạn gì, khiến cho tên tà vật huyết ảnh đó lại ẩn nấp được bên trong cơ thể, nhưng có một điều chắc chắn rằng thân thể đó chính là hướng chi lễ hơn nữa theo những gì trên khuôn mặt quỷ dị của huyết ảnh thể hiện đã luân phiên biến đổi thì dường như nguyên thần của hướng chi lễ cùng hô lão ma đã bị nuốt trọn rồi hợp thành một thể nếu không thì tại sao ngày đó lần đầu gặp lại hướng chi lễ ở vân thành đề hồn lúc đó còn chưa ngủ say đã trở nên bất an có chút sao động làm cho hắn đề phòng cảnh giác nếu không thì chưa chắc đã phát hiện ra được vẻ khác thường của hướng chi lễ cho dù nguyên bản vị hướng chi lễ này thật sự có vấn đề gì đi nữa chỉ cần không đụng đến hắn, Hàn Lập cũng sẽ không cần đối phó làm gì. Nhưng vị hướng chi lễ này trước sau gặp hắn hai lần đều thấp thoáng lộ ra âm mưu với hắn. Tất nhiên trong lòng Hàn Lập cũng đã động sát tâm, nên lúc này mới theo đúng hẹn mà đến phó ước. Bất quá do chưa chắc chắn lắm để khẳng định hướng chi lễ thật sự có vấn đề, nên hắn mới tới trước chờ đợi đối phương rồi làm khó dễ. Trong lòng Hàn Lập vốn đã có cảnh giác, lại nhờ sau khi ra khỏi quảng Hàn giới thì Tu Vi tăng tiến rất nhanh, đương nhiên tin tưởng sẽ không dễ bị huyết ảnh ám toán trên thực tế cho dù vừa rồi hắn bị bất động ngoại trừ sử dụng kim thân cùng phệ linh chân hỏa ra hắn cũng có nhiều thủ đoạn khác để giải trừ tình thế nguy hiểm rồi dễ dàng diệt sát tà vật này dù sao đi nữa lấy tu vi của huyết ảnh đã phụ thân vào cơ thể hướng chi lễ mà đem so với hàn lập thì vẫn còn hơi kém hơn nữa tên huyết ảnh đó phải tự bạo thân thể hướng chi lễ nên bị mất đi hơn phân nữa tinh huyết do đó không phát huy được nhiều thần thông hàn lập trầm ngâm đứng yên tại chỗ trong thâm tâm quay cuồng không yên hướng chi lễ vốn là một gã tu sĩ đứng ở đỉnh cao nhân tộc lúc còn ở nhân giới vậy mà nay lại vướng phải một kết cục như thế thật sự làm cho người ta cảm thán thở dài cũng không biết hắn cùng với hô lão ma thật sự bị gặp nạn trong không gian thiết điểm hay là sau khi tiến vào linh giới mới bị tên huyết ảnh kia chiếm đoạt thân thể nếu là sau khi tiến nhập rồi mới bị ngộ hại thì tự nhiên càng khiến cho người khác không ngừng lo lắng hàn lập thở dài một hơi tay áo bảo nhắm hướng mặt đất nhẹ nhàng run lên nhất thời phun ra một cỗ hỏa khí đỏ đậm, chỉ cần ánh lửa lướt qua, huyết nhục thi thể lập tức hóa thành một luồng khói bay đi mất. Về phần tấm cự linh phù kia, sớm cùng với huyết ảnh bị giết đi cũng đã đồng thời hóa thành một nhúm cho bụi bay tán loạn. Hàn Lập vốn chứng kiến tia sáng xám trắng nọ lợi hại như thế, còn muốn bỏ công tìm hiểu một phen, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể quên đi. Lúc này hắn không cần phải lưu lại đây nữa, sau khi hướng bốn phía hư không xung quanh ngọn núi phất nhẹ vài cái, nhất thời dễ dàng phát hiện ra dao động trên không trung, tiếp theo mười mấy đạo hào quang đủ loại màu sắc bắn nhanh ra, đồng thời tập trung lại rồi chợt lóe lên nhập vào trong tay áo biến mất dạng. Đúng là những cây trận kỳ lúc trước hắn đã thả ra. Vừa rồi trận kỳ này tạo thành một pháp trận hết sức đơn giản nếu so với linh khí dao động hiện tại. Lúc hướng chi lễ vừa mới hạ xuống ngọn núi này, lập tức đã bị hắn âm thầm phát động trận pháp, một phen chiến đấu ẩm đùng vừa rồi đã hoàn toàn bị che lấp. Nếu không cho dù nơi này cách xa phục giao thành cả trăm dặm, nhưng đối với vài tên thánh giai cao cấp trong thành cũng nhìn qua không bỏ sót chuyện gì. Hiện tại nhờ có pháp trận che giấu kỹ càng, dù cho không thể xóa hết dấu vết tranh đấu đi nữa thì cao giai tồn tại cũng khó có khả năng cảm ứng rõ rệt. Độn quang thoáng hiện, Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bay lên cao, sau khi xoay người một vòng trên không trung nhắm hướng phục giao thành phá không chạy đi mất. Chẳng bao lâu, có một đám giáp sĩ tuần tra từ một hướng khác bay đến, nhưng sau khi tra xét một vòng quanh núi cũng không phát hiện ra chuyện gì, chỉ có thể buồn bực bỏ đi. Còn Hàn Lập vừa về tới Phục Giao Thành lập tức chui ngay vào chỗ trọ, không hề bước ra khỏi cửa. Trong 10 ngày tới chờ đợi bọn người Thiên Cơ Tử, rốt cuộc cũng phái người lần lượt đem tài liệu tới giao cho Hàn Lập, đúng là tuân thủ theo lời hứa hẹn trước đó. Đương nhiên Hàn Lập sẽ không khách khí mà hoàn toàn thu nhận. Một tháng sau, cuối cùng Hàn Lập cũng rời khỏi chỗ ở, tiến thẳng đến ngọn núi cao nhất trong Phục Giao Thành. Nghe nói trong núi lúc này đang tu sửa lại vài chỗ kiến trúc trọng yếu của Phục Giao Thành và cũng không tiết lộ sự tình cho người ngoài biết được. Nửa ngày sau, đột nhiên cả ngọn núi bị run lên, một cột sáng thật lớn từ nơi nào đó trong lòng núi phun thẳng lên chín tầng mây. Thế nhưng chỉ sau vài lần chấp động, cột sáng liền lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng cảnh tượng này khiến cho một ít tên dị tộc gần đó bàn tán xôn xao, rồi tò mò nghị luận một thời gian. Nhưng sau đó mọi người liền không hề nhắc tới nữa, đâu có ai rãnh ràng lại đi tìm hiểu chuyện không liên quan tới bản thân. Cùng lúc đó, ở một chỗ bí ẩn tại đại lục khác rất xa so với lôi minh đại lục, cũng tương tự phóng lên cao một cột sáng, rồi tiếp theo xuất hiện một nhân ảnh tại trung tâm tòa pháp trận thật lớn ngay khi cột sáng biến mất. chương 1747, lôi trận, tại khu hoang dã thế giới trên phong nguyên đại lục, có hàng hà vô số quái vật mãnh thú chưa hề biết tên. Lại có vài nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù là cao giai tu sĩ tùy tiện tiến vào cũng khó lòng sống sót mà quay trở về. Hàng năm trong khu hoang dã này đã ngã xuống biết bao nhiêu người nhưng cho dù như thế vì nếu may mắn tại khu hoang giả thế giới này có khả năng sẽ tìm được rất nhiều tài liệu quý hiếm chính những tu sĩ thâm nhập vào trong đó lần lượt từng người đi trước ngã xuống lập tức có kẻ khác tiến lên lãnh địa nhân tộc nằm tại một góc hẻo lánh trên phong nguyên đại lục nếu so với những đại tộc khác hiển nhiên rất nhỏ yếu thậm chí kể cả những chủng tộc lân cận cũng không thể mạnh hơn được cũng may liên minh với yêu tộc vốn có thực lực tương đương hơn nữa tam cảnh thất địa của cả hai tộc đều được thần thông của cổ đại tu sĩ bố trí cấm chế bảo vệ Ngoại trừ một cổng đi vào duy nhất là Thiên Uyên Thành, không có nơi nào có thể tiến nhập vào địa phận hai tộc, vì vậy mới có thể khiến cho hai tộc an tâm tu dưỡng và phát triển, đồng thời có thể đứng sừng sững trên linh giới tới ngày nay. Đương nhiên Thiên Uyên Thành được xem trở thành trọng địa của cả hai tộc, chẳng những lúc nào cũng có trụ sản phần lớn tinh nhuệ hai tộc, mà bản thân cũng có một tổ chức trực tiếp tỏa chấn ngay tại Thiên Uyên Thành đó là trưởng lão hội, chuyên môn phụ trách phòng ngự bản thành. Trưởng lão hội này tuy rằng thành viên không nhiều lắm, chỉ võn vẹn 10 người, nhưng bất kỳ ai cũng có tu vi từ hợp thể trở lên. Mỗi khi có vị nào ngã xuống trong số 10 trưởng lão đó, lập tức sẽ từ trong nhân yêu hai tộc tuyển ra một tu sĩ hợp thể kỳ khác bổ sung vào. Có như vậy mới giúp cho sức phòng thủ của Thiên Uyên Thành được kiên cố. Cũng như thế, tu sĩ nhân yêu hai tộc muốn tiến vào khu hoang dã chỉ có cách duy nhất là thông qua cổng Thiên Uyên Thành này. Đối với những tu sĩ bình thường, không dám xâm nhập quá sâu vào khu vực hoang dã, đa số chỉ hoạt động cách Thiên Uyên Thành cỡ một tháng lộ trình mà thôi. Chẳng may lỡ đụng phải cổ thú cùng hung cực ác hoặc những thứ hung hiểm khác, thì còn có cơ hội chạy trốn về thiên uyên thành nhờ che chở. Đương nhiên cũng có không ít tu sĩ thần thông lợi hại, tài cao mật lớn trực tiếp thâm nhập vào sâu trong khu vực hoang dã. Tất nhiên lúc đó tỷ lệ ngã xuống tăng cao lên gấp nhiều lần. Lúc này ngay trên bầu trời của một hồ nước tại khu hoang dã, có vài tên tu sĩ nhân tộc đang đối mặt hiểm cảnh sắp bị ngã xuống. Có tổng cộng 4 gã nhân tộc, hai nam hai nữ, đang bị một đầu cổ thú kỳ lạ rất to lớn vây kín một chỗ, Thân hình cự thú trông giống như một con rùa biển thật lớn, nhưng trên lưng lại mọc ra hơn 10 cái xúc tu trông tựa như vòi bạch tuộc, nó đứng lên huy động từng trận cuồng phong, bóng đen thật mạnh, hình thành một tấm võng thật lớn, đem phía trên không trung bốn người áp chế mạnh bạo. Ngay cả bốn người này pháp lực cũng không kém, bọn họ đều có tu vi hóa thần kỳ, bảo vật khu động cũng không tầm thường chút nào đều chiếu ra vạn đạo hào quang, nhưng vô luận là phi đao phi kiếm hay pháp luân cự trược, khi đánh vào các xúc tu cũng đều bị văng trở ra căn bản không thể nào phá vỡ được tầng cự võng này nếu không có một gã trung niên nam tử phục trang kiểu nho sinh đang sử dụng một kiện pháp bảo ngân sắc như ý cực kỳ thần diệu để ngăn chặn hơn phân nữa áp lực từ chiếc võng to lớn vốn là xúc tu biến thành thì lớp phòng ngự này đã sớm bị phá vỡ mà ngã xuống chết hết rồi thế nhưng bộ dáng người này đang thở hồng hộc mồ hôi ướt đẫm khó mà duy trì được bao lâu nữa hỏa huynh người mau chóng phóng ra cực lôi châu đi bọn ta sẽ liều mạng một phen tên nho sinh thấy tình hình nguy cấp bèn lớn tiếng nói với tên bên cạnh. Không được, cực lôi châu tuy rằng lợi hại, nhưng khoảng không gian nhỏ hẹp như vậy, nếu quăng ra bọn ta sẽ bị liên lụy đấy một gã hán tử xấu xí vận giáp y đỏ thầm sắc mặt biến đổi rồi trả lời. Đương nhiên ta biết việc này, nhưng lúc này phải bất chấp tất cả, con thạch nguyên quy này có thần thông cỡ luyện hư sơ kỳ, bách linh như ý của ta không thể kéo dài được bao lâu nữa đâu, nếu không thử một lần, ta nghĩ dù cho bọn ta muốn liều mạng cũng không còn cơ hội đâu tên nho sinh lớn tiếng quát, trông gã có vẻ vô cùng quyết đoán. Đại hán giáp đỏ nghe qua lời ấy lại biến sắc, tuy nhiên vẫn chần chờ đôi chút. Xúc tu cổ thú ngày càng huy động nhanh hơn, thi thoảng nghe tiếng sấm nổ mạnh bạo, kèm theo sức mạnh truyền từ cự võng cũng tăng lên không ít. Ngọc như ý biến hóa bạch quang đầy trời, sau vài lần va chạm, nhất thời linh quang ảm đạm đi rất nhiều, nên không thể không đem quầng sáng thu nhỏ lại còn phân nữa, khiến cho bốn người chỉ còn cách đâu lưng nhau chống cự lại các đòn công kích của xúc tu to khổng lồ. Lúc này đại hán vận giáp đỏ cảm giác được ngay cả một tia may mắn cuối cùng cũng không còn. Hắn lập tức cắn răng một cái, lòng bàn tay vừa lật chuyển hiện ra một viên châu to cỡ trứng chim. Viên châu lam quang trói mắt, mặt ngoài cùng phủ chi chít đầy những hoa văn xanh lam, thoạt nhìn thấy vô cùng thần bí. Vừa thấy đại hán thật sự đã đem ra lam sắc viên châu, hai vị nữ tu có vài phần nhan sắc bất giác trên gương mặt xinh đẹp trở nên tái mét. Trong lúc hốt hoảng, một người lầm thầm niệm chú rồi tay áo vung lên, lập tức hơn 10 đạo phù lục cao cấp bắn mạnh ra, rồi hóa thành nhiều tầng ánh sáng bao trùm lấy cả bốn người vào trong. Một vĩ nữ tu khác giơ tay lên, bay ra một cái chuông đen tuyền. Vật này liền phóng đại lên thật lớn, sau một tiếng vang nhỏ đương, một tầng quang hà đen kịt cuồn cuộn bay xuống, cũng tương tự phủ kín mấy người này. Tên nho sinh kia hạ quyết tâm, liên tiếp phun ra từng đoàn máu huyết. Mỗi ngụm sau khi phun ra khiến cho sắc mặt hắn liền trở nên trắng bệch, cái đó dùng ngón tay nhanh chóng điểm chỉ vài cái. Máu huyết chợt lóe lên rồi chui hết vào như ý trên không trung. Linh quang trên như ý vốn đang bị ảm đạm, liền lập tức sáng rực lên, trong phút chốc huyễn hóa tầng tầng bạch sắc quang hà vô cùng dày đặc. Hắn tử vận giáp đỏ vừa thấy đồng bạn chuẩn bị phòng ngự đầy đủ, cái đó cổ tay run lên không chút do dự liền đem lam sắc viên châu quang ra ngoài. Ngay hướng viên châu vừa bay ra, liền hóa thành một đoàn lam quang chói mắt hán tử vận giáp đỏ bấm tay niệm chú để thúc giục, sau khi lam quang quay tròn bay ra liền hóa thành bánh xe thật lớn, rồi hướng đến một chiếc xúc tu đang ngoe nguể phóng tới. Oanh vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, đoàn lam quang cùng xúc tu vừa chạm nhau lập tức nổ tung tuẽ, một đám khói lam sắc ngay chỗ vừa bùng nổ quay cuồng tản ra xung quanh. Hơn 10 cái xúc tu vốn đang hình thành chiếc võng to lớn, trong nháy mắt bị lam quang bao phủ, đám khói lan tỏa ra xa cả dặm, trong lam quang có tiếng cuồng phong gào thét gầm rú không ngừng siêu siêu vài âm thanh nho nhỏ vang lên, mấy đạo kinh hồng đang bay theo đám khói thoát ra, sau mấy cái chớp động liền liên kết với nhau nhắm hướng chân trời mà lao đi. Bên trong độn quang chính là bốn gã nam nữ trông hết sức chật vật. Trong đó, trên người tên nho sinh vết máu loang lổ, một cánh tay đã bay đi mất. Ba người còn lại quần áo cũng tả tơi, sắc mặt tái nhật dị thường, ai nấy cũng đều bị thương không nhẹ. Cũng còn may bốn người này cũng chưa mất đi khả năng phi hành, độn quang chấp động vẫn lấy tốc độ kinh người phóng đi như bay. Một lát sau, khói mù trên không trung mới tản ra, làm quang chợt lóe lên rồi cũng tan đi mất. Chỉ thấy con cổ thú cự quy kia, trong hơn 10 cái xúc tu thì phân nữa đã hóa thành hư ảo, những cái còn lại cũng bị cháy khét lẹt hết một nửa, trông bộ dáng không còn nguyên vẹn chút nào. Một tiếng giống giận dữ từ trong miệng cổ thú truyền ra, lục quang chợt lóe phủ đều lên những xúc tu không trọn vẹn, tuy nhiên một lần nữa chúng lại tiếp tục được sinh trưởng dài ra, tiếp theo xung quanh mặt hồ nổi lên từng trận ba đảo mãnh liệt, một lượng lớn nước dưới hồ bị hút lên cao rồi hóa thành một mảnh thủy vân trải rộng khắp mấy mẫu, rồi nhắm hướng thoát đi của bốn người mà phá không đuổi theo. Bốn người phía trước thấy vậy trong lòng hoảng hốt, tự nhiên liều mạng thúc dục độn quang bay nhanh, cố gắng bỏ xa đám thủy vân kia. Tuy đám mây đó vô cùng to lớn, nhưng tốc độ không thể so với độn quang phía trước do bốn người hợp lực lại, nên có tranh lệch đôi chút. Bốn người chia ra hai trước hai sau, không bao lâu sau đã bay xa cả trăm vạn lý. Mà càng về sau, ngược lại khoảng cách giữa độn quang cùng Thủy Vân ngày càng kéo gần lại. Chẳng phải do Thủy Vân đột nhiên tăng tốc nhanh hơn, mà do bốn gã nhân tộc phía trước mang thương tích đầy người, lại trải qua một phen liều mạng điên cuồng phi đột, rốt cuộc pháp lực đã tiêu hao khá nhiều. Đương nhiên cả bốn người đều biểu hiện tình hình bất ổn giống nhau, nhưng rõ ràng thực lực bọn họ căn bản không thể kháng cự lại được cổ thú, nên tự nhiên đành phải thúc thủ vô kế khả thi. Cuối cùng cũng phi hành tới trước được hơn 10 vạn dặm, bất quá hai bên cách nhau chỉ hơn trăm trượng, phía sau bất chợt truyền ra tiếng giống thật to của cổ thú, đột nhiên thủy vân mở dần đi, tiếp theo sau một tiếng phanh liền tự động nổ tung vang ra. Sau một trận quay cuồng, thủy linh trắng xóa lập tức tiêu tán, còn cửa quy lại biến đi đâu mất. Mấy người phía trước đang phi độn lúc nào cũng để ý đến tình hình phía sau. Vừa thấy cảnh này, tên nho sinh cụt tay biến sắc rồi thất thanh kêu lên một tiếng không xong. Nhưng bốn người bọn hắn chưa kịp bàn kế sách đối phó, thì độn quang trên không đột nhiên bị dao động, có vài xúc tu đen tuyền chợt lóe lên rồi hiện ra, hướng mấy người bên dưới mà hung hăng đập xuống theo thế xét đánh không kịp bưng tay. Dù chưa thật sự chạm tới, nhưng áp lực cuồng phong thật lớn ép xuống độn quang run rẩy liên tục lúc ẩn lúc hiện không ngừng. Cả bốn người đều hét lên, cơ hồ làm theo bản năng rồi độn quang lập tức chia ra làm bốn hướng khác nhau mà bỏ chạy. Tuy rằng trước mắt bọn họ tránh được một kích hung ác như trời giáng, nhưng đồng thời cũng bị phân chia ra mỗi người chạy về một phương, rồi cùng liếc mắt nhìn nhau sắc mặt đều khó coi dị thường. Vừa rồi bốn người bọn họ liên hợp pháp lực với nhau, thế mà không thể bỏ xa được cổ thú lại còn bị đánh cho dã ra, bây giờ muốn bảo toàn tính mạng chỉ sợ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Bóng đen thật to lớn trên không trung chợt lóe lên, thân hình cự quy cũng theo hư không mà hiện ra, hai con mắt xanh lẻ quét qua bốn người rồi lạnh lùng liếc mắt một cái. Trong lòng mấy người nho sinh cảm giác trùng xuống, đa phần đều biết chạy trời không khỏi nắng. Bất quá bốn người này đã có thể tu luyện đến cảnh giới này, lại còn dám xâm nhập vào sâu trong khu hoang dã, cũng là những người có ý chí khác thường, đương nhiên sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết. Thần sắc bọn họ đều rung lên mạnh mẽ, tất cả đều phóng ra bảo vật, quyết liều chết một trận. Cổ thú cử quy thấy vậy gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hiện ra một tia khinh miệt y như con người, hơn 10 xúc tu trên lưng đều vung lên, liền hóa thành một mảnh đen nghịt. Trước mắt thấy hai bên người và thú sẽ tiếp tục xảy ra đại chiến, không ngờ trên sắc mặt bọn chúng đột nhiên cùng hiện lên vẻ kinh dị, cơ hồ đồng thời cùng ngó về một hướng trên không trung chỉ thấy một chỗ trên cao hơn trăm trượt, không biết từ lúc nào xuất hiện rất nhiều lôi cầu thật lớn. Lôi cầu tỏa ra ánh bạc lóng lánh, vô số quang điện chấp động rõ ràng không ngưng, nhưng lạ lùng là không phát ra bất kỳ một tiếng động nào, quang cảnh vừa tỉnh vừa động như thế lại hoàn toàn mâu thuẫn, tự nhiên khiến cho mọi người lâm vào một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Nhưng cả bọn bốn người cùng cổ thú này chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên lôi cầu nổ tung ra, thể tích bất chợt cuồng bạo phóng to lên mấy lần. Tiếp theo liên tục vang lên tiếng gầm rú, quang điện dày đặc theo lôi cầu tan vỡ bắn ra sau một lúc chấp động trong nháy mắt lại hình thành một pháp trận hình tròn có đường kính rộng tới mấy trượng bên trong pháp trận này hoàn toàn được hình thành từ ngân sắc quang điện kế tiếp vô số ngân sắc phù văn đều đồng thời hiện lên lại một tiếng sét đánh kinh thiên động địa một đạo quang điện thô to như hang động chợt lóe lên rồi điện quang vụt tắt một thân ảnh ngã nghiêng vừa hiện ra ngay giữa lôi trận thân ảnh người này vừa mới ổn định thế nhưng không kể gì đến những người xung quanh liền chửi ầm lên lôi vân tử tên tiểu tử nhà ngươi, lần sau đừng để ta gặp phải, nếu không ta quyết không bỏ qua đâu. chương 1748, Lôi Vân Tử và Lôi Quang Pháp Trận Bóng người rõ ràng là một gã nam tử vận thanh bào, trên lưng mang một cặp cánh trong suốt, khuôn mặt trông rất bình thường, nhưng thần sắc mang vẻ hết sức buồn bực oán hận. Nho sinh cột tay trong lòng vừa động, nhất thời thần niệm đảo qua. Kết quả làm hắn ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, liền vội vàng lớn tiếng hô to. Tiền bối cẩn thận, Phía dưới chính là Thạch Nguyên Quy vốn đã có linh trí, thập phần đáng sợ. Thạch Nguyên Quy, tên thanh niên vừa nghe qua lời này, tựa hồ như lúc này mới phát giác ra sự hiện diện của bốn người cùng một thú ở bên dưới, nhưng sau khi ánh mắt đảo qua lại cười phá lên. Các ngươi thuộc nhân tộc, hảo, được lắm, vậy là nơi đây cách Thiên Nguyên Thành không xa rồi. Thanh niên nam tử vốn căn bản không hề để ý đến cổ thú cự quy, bộ dáng hoàn toàn không thèm mó tới. Còn cự quy tựa hồ cảm thấy tên nam tử trên không trung chẳng dễ chọc vào linh trí nó không hề thấp, hai mắt xoay tròn nhìn láo liên, vẫn chưa dám tùy tiện công kích. Nơi đây cách thiên uyên thành không xa lắm, nếu tiền bối không chê bai, bốn người vãn bối nguyện làm người dẫn đường vậy đại hán giáp đỏ cũng phát hiện tương tự, đúng là tu vi của nam tử trên kia thâm sâu không lường được, sau khi thần niệm lướt qua căn bản không thể tra ra được nông sâu, bây giờ tựa như người đang chết đuối lại với được cọng rơm cứu mạng vậy, nên hắn hét to lên. Nho sinh cùng hai vị nữ tu còn lại cũng liên tục gật đầu đồng ý. Dẫn đường à, Ừm, cũng tốt, bất quá hãy chờ một chút, đầu thạch nguyên quy này cũng có chút chỗ cần dùng tới, hãy đợi ta thu lấy nội đan rồi cùng lên đường một thể. Thanh niên sau khi mỉm cười, lúc này mới nhìn về phía cổ thú. Con thạch nguyên quy này tuy không hiểu được ngôn từ bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng cũng phát hiện ra ánh mắt tên thanh niên ngó qua, trong lòng bỗng nhiên mất tự chủ nhất thời phát lạnh, nó gầm lên một tiếng, không chút lưỡng lự há miệng ra, một cây cột sáng thô to màu lam hướng không trung phun ra, đồng thời hơn 10 cái xúc tu trên lưng cùng nhau xoắn tít bay ra, hóa thành vô số bóng đen bao trùm lấy thanh niên nam tử. Con thú này có dự cảm không tốt, có thể người này sẽ đe dọa tính mạng của nó, nên cuồng tính bật trổi dậy. Mới vừa thấy đòn công kích kinh người của cực quy, bốn người phía dưới sắc mặt đại biến, vội vàng thúc giục bảo vật hóa thành tầng tầng hào quang để tự vệ, rồi yên lặng lui ra phía sau vài bước. Thanh niên mang cánh bay lơ lửng trên không trung trông thấy thế lại phát ra một tràng cười dài chỉ thấy hắn phất tay áo về phía trước, nhất thời một quầng sáng màu xám hiện ra chắn trước người hắn. Cột sáng lam sắc đánh lên quầng sáng nọ, thoáng thấy hào quang chợt lé rồi âm thầm biết mất không để lại dấu vết. Nhìn thanh thế tấn công thật kinh người, nhưng một chút hiệu quả cũng không có. Bóng đen dập trời lại biến thành đại võng, phủ xuống tràn ngập khắp nơi, mí mắt tên thanh niên chẳng buồn chấp chút nào, nhưng cặp cánh sau lưng đột nhiên vỗ mạnh, thình lình tiếng sấm nổi lên, vô số điện quang trắng xanh trên cặp cánh đều hiện ra binh ba một âm thanh rất to ngân vang liên tục trong không trung đồng thời lúc này cánh tay tên thanh niên thoáng động bàn tay đen thui từ trong tay áo tung ra một chảo đón đầu cự võng đang trời quang mây tạnh bỗng vang lên một tiếng sấm sét một màn kinh người hiện ra ngay khi ngũ chảo được tung ra trong nháy mắt những tia quang điện trắng xanh trên không trung đều tập trung kéo về cùng một chỗ mang theo tiếng động ầm đùng rồi lập tức hóa thành một bàn tay khổng lồ cũng màu trắng xanh to hơn một trường toàn bộ đều được hợp lại từ những tia quang điện đan xen vào nhau. Năm ngón tay xòe ra, những xúc tu hóa thành cử võng lại bị bàn tay lôi điện khổng lồ dễ dàng phá tan như dọc giấy, kế tiếp bàn tay chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời lúc đó, ngay trên đỉnh đầu cử quy tia chấp hiện lên một đạo quang điện thật lớn, lập tức nhoáng lên rồi một lần nữa hóa thành bàn tay khổng lồ, bất ngờ tung ra một chảo như xét đánh không kịp bịt tai. Một đòn công kích điện quang hỏa thạch này khiến cho cử quy kia không kịp phản kháng, lập tức liền bị điện quang màu xanh phá vỡ đi hộ thể, trực tiếp đánh thẳng lên thân hình rắn chắc của nó. Vang lên một tiếng sấm thật lớn, quần sáng trắng xanh bỗng bành trướng lên, vô số điện quang liền hiện ra. Cũng không biết luồng quang điện đó có uy lực gì đáng sợ, thế mà khi thân hình thạch nguyên quy bị điện quang chạm vào, chỉ vài cái chấp động lập tức biến thành cho bụi, thậm chí cả tiếng kêu la thảm thiết cũng chưa kịp thốt ra. Điện quang chợt lóe lên rồi sau đó biến mất, chỉ còn lại mỗi viên yêu đan nhỏ tựa trứng chim, đang lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt thanh nên chợt lóe, không nói lời nào tung ra một chảo, tiếp theo vang lên một tiếng siêu, lập tức yêu đan hướng lên trời cao bắn nhanh đi, bay thẳng vào tay của hắn. Tên thanh niên xăm soi nhìn qua yêu đan vài lần, sau đó linh quang chợt lóe trực tiếp thu cất vào, rồi hướng mấy người nho sinh thản nhiên nói, tốt lắm, có thể khởi hành rồi. Bọn bốn người nho sinh sớm chứng kiến đều há mồm trợn mắt. Con thạch nguyên quy này rất lợi hại tương đương với tu vi luyện hư kỳ, bản thân bọn họ vừa mới nếm mùi đau khổ, thiếu chút nữa toàn bộ đã ngã xuống rồi. Vậy mà vị thanh niên xa lạ đứng trước mặt đây, lại đối mặt với con thú này chỉ cần vung tay nhẹ nhàng đã đánh chết được cự quy. Thật sự không còn gì để nói, chẳng lẽ cảnh giới đối phương còn cao hơn nhiều so với dự đoán lúc trước của bọn họ. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, chẳng lẽ người là thánh giai tu sĩ đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ rồi nho sinh sau khi hít sâu một hơi vội vàng thi lễ, cực kỳ kính cẩn hỏi. Hợp thể tại hạ còn chưa đạt tới đâu, về phần danh tính tại hạ họ hàn thanh niên liếc qua nho sinh một cái, trả lời hết sức bình thường. Tên thanh niên nam tử này rõ ràng đúng là hàn lập. Hiện tại đã là thời điểm cách lúc trước hơn trăm năm từ khi hắn quay về phong nguyên đại lục bằng truyền tống trận. Năm đó hắn từ lôi minh đại lục truyền tống tới một nơi cực kỳ hẻo lánh ở phong nguyên đại lục, xung quanh truyền tống trận ngoại trừ nhân thủ của thiên vân được phái tới để thủ hộ, cũng không có dị tộc nào khác. Sau khi hắn đưa ra ngọc giản chứng minh thân phận, lập tức thuận lợi nhẹ nhàng rời đi. Nhưng hắn không thể nào nghĩ tới, hành trình quay về nhân tộc lại gặp gành khó khăn và lâu dài đến thế. Lúc đó với thần thông của hắn, cho dù đối mặt với hợp thể kỳ cũng không quá sợ hãi. Nhưng thật sự phong nguyên đại lục quá rộng lớn, hơn nữa trên đường đi xuất hiện vô số hiểm cảnh kỳ dị, lại còn thu mua một ít vật phẩm trong khu vực dị tộc. Cho dù Hàn Lập tập trung hết tinh thần cảnh giác để ứng phó hết mọi tình hình, thế nhưng vẫn có vài lần phải đối mặt với hiểm cảnh tưởng đâu đã ngã xuống rồi. Có một đợt bị đàn cổ thú khoảng 7-8 con cấp hợp thể đuổi giết suốt mấy tháng trời, may mắn dựa vào lượng linh đan cùng linh thạch dư dã, cuối cùng mới cắt đuôi được đàn thú đó. Lại có lần tiến vào kỳ hàn tuyệt địa, đáng sợ nhất là bị một luồng quỷ khí quấn lấy cơ thể, nếu không phải do khí lạnh màu lam kích thích ngũ sắc hàn diễm trong thể nội khiến cho nó thăng cấp, rồi quay ngược lại hấp thu luôn loại khí âm hàn kỳ dị đó, chỉ sợ lúc đấy hắn đã vĩnh viễn hóa thành một tòa điêu khắc băng giá mãi mãi lưu lại nơi đó chỉ có thế mà cũng khiến cho hắn tốn hết cả năm trời, cuối cùng mới có thể thoát thân khỏi tuyệt địa. Lại có một lần, hắn đụng với một đám dị tộc cao dai, bọn kia thấy hắn đơn độc nên nãy sinh ý muốn giết người đoạt bảo. Kết quả sau một phen đại chiến, hắn đã thi triển hầu hết các đại thần thông vốn có, thậm chí phóng ra phệ kim trùng cùng với huyền thiên tàn nhật, rồi liên tiếp đánh chết 78 tên tu vi luyện hư, thậm chí còn làm bị thương nặng hai gã hợp thể kỳ nữa, nhưng bản thân cũng chúng phải một loại kỳ độc, khiến cho đại thương nguyên khí nên phải tìm đường chạy trôi chết. Lần bị thương đó, hắn phải bế quan hết mười mấy năm ở một chỗ hết ức bí ẩn, mới có thể hồi phục lại nguyên khí đồng thời hóa giải hoàn toàn chất độc đó. Trên đường đi sau đó, đương nhiên hắn càng phải hết sức cẩn thận, thế nhưng vẫn liên tục đụng phải hiểm cảnh, khiến hắn bực bội không thôi. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng biết, vì sao khi nhắc tới sự tình đi xuyên qua đại lục, dù cho là hợp thể kỳ tồn tại cũng đều biến sắc. Với thần thông bấy giờ, có mấy lần thiếu chút nữa hắn đã đi đời nhà ma rồi, bình thường có không ít hợp thể kỳ bị ngã xuống bởi vì ngao du xuyên đại lục kiểu này. Nhưng cũng phải nói cho rõ, hình thức su lắm kiểu này đều là tồn tại đỉnh dai ở các tộc, sau khi đạt tới tu vi đại thành mới bắt đầu tính tới chuyện xuyên đại lục. Phải trải qua nhiều hiểm cảnh kỳ dị như thế mới giúp cho bọn họ một lần nữa ma luyện tâm tính, biết đâu có thể chính mình đạt được một cơ duyên tạo hóa nào đó. Tương tự như vậy, trên đường phản hồi nhân tộc, Hàn Lập đã đối mặt rất nhiều hiểm nguy mà không chết nên thu hoạch rất lớn thật sự khó thể tưởng tượng được. Không chỉ trên đường đi, chỉ cần ở sâu trong khu hoang dã thì phần lớn đã thu thập được nhiều tài liệu quý hiếm rồi, hơn nữa dọc theo đường đi hắn dừng chân tại lãnh địa của một số dị tộc, theo đó đa phần đã học lóm được vài bí thuật pháp quyết không giống với công pháp của nhân tộc, khiến cho hắn được lợi rất lớn. Vị sợ người dị tộc phát hiện, mỗi lần hắn chỉ tìm hiểu ở những khu vực lân cận bên cạnh lãnh địa dị tộc, và chỉ tiến nhập vào những thành thị nào mà không có hiện diện của tồn tại cấp đỉnh giai. Kể từ đó, những mối nguy hiểm dần dần được giảm bớt đáng kể. Nhưng dù sao đi nữa, cũng không phải lần nào cũng được bình yên vô sự. Có một dạo hắn đi vào một thành nhỏ của một dị tộc được gọi là minh tộc, nhưng lại bất ngờ gặp được một tên dị tộc nhân tự xưng là Lôi Vân Tử. Tên này rõ ràng cũng chỉ có tu vi luyện hư trung kỳ thôi, thế nhưng chỉ cần liếc mắt qua đã phát hiện ra thân phận dị tộc nhân của hắn. Tự nhiên lúc đó hai người bùng nổ một hồi đại chiến. Kết quả Hàn Lập vốn nghĩ có thể dễ dàng tiêu diệt được đối phương, nhưng không ngờ khi phát hiện ra, hắn căn bản không thể vây khốn được một gã chỉ có tu vi luyện hư trung kỳ. Tên dị tộc nhân này là Lôi Vân Tử, lại được may mắn trời sinh đã có thể thao túng cùng lúc năm loại sức mạnh lôi điện khác nhau, dựa theo truyền thuyết hắn được gọi là Ngũ Lôi thân thể, hơn nữa công pháp hắn tu luyện lại là Đại Thần Thông Thượng Cổ Lôi Đình vốn đã sớm thất truyền từ lâu, lại có thể tùy thời đem cơ thể cùng lôi điện tự do chuyển hóa. Tuy rằng bị giới hạn theo tu vi nên không thể kéo dài được lâu, nhưng cũng đủ làm cho Hàn Lập Dương mắt ra nhìn mà vô kế khả thi. Càng nghịch thiên hơn chính là, vị lôi vân tử này lại là một trận pháp tông sư rất có danh tiếng trong minh tộc, hắn đã kết hợp chính bản thể với lôi đình thần thông, nghiên cứu ra một loại độc môn chính là lôi quang pháp trận. Hắn tùy thời có thể đem lôi điện trong thể nội biến hóa thành các loại trận pháp có khả năng vây địch hoặc công kích cùng phòng ngự, thật sự không còn gì để nói nữa. Đương nhiên với đại thần thông của Hàn Lập, tên lôi vân tử này cũng tương tự đừng mơ tưởng có thể chiếm được tiện nghi, hai người sau khi trải qua một cuộc chiếc kéo dài hơn tháng trời, ngược lại quay ra kết giao bằng hiếu. Tất nhiên Hàn Lập cảm thấy tò mò với lôi quang pháp trận của đối phương có thể thao túng được lực lượng lôi điện, còn lôi vân tử lại rất hứng thú với ích tà thần lôi cùng lôi văn cô động thuật mà năm xưa Hàn Lập lĩnh ngộ ra từ thiên lôi mộc. Vị này cùng Hàn Lập bèn bàn nhau, hai người tìm một chỗ ở rồi trao đổi cho nhau những tâm đắc của bản thân. Kết quả là Hàn Lập đương nhiên học được vài loại lôi quang pháp trận rất có chỗ dùng đến, đối phương cũng hấp thụ được một ít ít tà thần lôi từ Hàn Lập và cũng học xong lôi văn thuật. Hai người lúc này mới vừa lòng chia tay nhau, bất quá là không biết do lôi quang pháp trận tu luyện quá khó hay do lôi vân tử cố tình giấu đi những chỗ quan trọng nào đó, khiến cho Hàn Lập sau khi tu luyện vẫn chưa thể điều khiển theo ý muốn được, hơn nữa ngay khi thi triển lúc nào cũng xuất hiện vài trục chặt nho nhỏ. Nên làm cho hắn luôn cảm thấy bực bội, ngay lúc vừa rồi, hắn bỏ công ra giả soát lại rất kỹ lưỡng toàn bộ trận pháp, rốt cuộc Hàn Lập đã có thể hiểu thông được đến 89 phần. Cho nên chuyện này làm cho hắn đối với lôi vân tử luôn oán giận không thôi. Tuy vậy, hắn cũng giống như thế, trong lôi văn thuật có động tay động chân vài chỗ, mỗi khi đối phương cô động lôi châu, thì trong 10 lần cũng không sai biệt lắm có thể thành công được một lần. chương 1749 trở về Thiên Uyên Thành. Kể từ đó, Hàn Lập chỉ có thể dựa vào thực lực chính mình, trên suốt đường đi tiêu hao rất nhiều tinh lực cùng tài trí và tận dụng thành tựu trận pháp của mình, để tu sửa từng chút một nhằm nâng cao hiệu quả của lôi quang pháp trận. Vừa rồi đột nhiên hắn xuất hiện bên trong lôi điện truyền tống trận, chính là một trong những loại lôi quang pháp trận mà hắn rất xem trọng. Pháp trận này có thể dùng lôi điện chi lực để hình thành nên một truyền tống pháp trận cự ly ngắn, có thể truyền tống trong phạm vi vạn dặm trở lại. Nếu đổi lại lôi vân tử sử dụng pháp trận này, cơ hồ có thể truyền tống chính xác đến một địa điểm trong phạm vi trăm trượng, hơn nữa chỉ cần vài nhịp hô hấp liền có khả năng hoàn thành truyền tống do không có được hoàn chỉnh mấy chỗ quan trọng trong pháp quyết, cho nên dù Hàn Lập có cố gắng chỉnh sửa đến mấy, cũng chỉ có thể truyền tống đến một nơi nào đó trong phạm vi vạn dặm mà không thể xác định trước được điểm đến, hơn nữa từ lúc thi pháp đến khi hoàn tất lôi vân tử chỉ tốn một nửa thời gian mà thôi. Truyền tống trận vừa rồi chính là do Hàn Lập lại một lần nửa thử nghiệm cải tiến, kết quả tự nhiên vẫn y như cũ. Vì chuyện này mà khiến cho hắn cực kỳ oán giận lôi vân tử, rồi nhịn không được mà chửi toáng lên vài câu. Mà tính cho tới lúc này, từ khi hắn đặt chân về tới phong nguyên đại lục đến bây giờ, không ngờ đã tiêu tốn gần trăm năm trời. Sau khi liếc mắt nhìn đám người nho sinh, trong lòng Hàn Lập bất chợt lại vui hẳn lên. Tuy rằng chỉ dựa trên một ít thông tin có được từ địa đồ đại lục quá mức đơn giản, hắn cũng thừa biết bản thân đã ở rất gần với khu vực nhân tộc, nhưng dù sao cũng không thể tính toán chính xác được. Hơn nữa mấy người này chính là người cùng tộc mà hắn đã nhiều năm qua mới gặp lại, sau khi xác định được chắc chắn thiên uyên thành không còn bao xa nữa, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn đã nhiều năm lưu lạc bên ngoài, hàng ngày chỉ tiếp xúc với dị tộc và mãnh thú, tự nhiên khiến cho Hàn Lập có cảm giác rất nhớ nhà. Quan trọng hơn là, trong lòng Hàn Lập vẫn còn vướng bận sự tình phi thăng của Nam Cung Uyển, không biết ái thê hắn có phi thăng thành công lên linh giới hay không, đồng thời có tới thiên uyên thành hay không. Các loại ý niệm trong lòng Hàn Lập tựa như cơn thủy chiều tung lên rồi hạ xuống, thế nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ sự tình, vẫy tay lên thả ra một chiếc phi sa màu xanh lóng lánh phi xa dài khoảng 7-8 trượng lơ lứng trên không trung, hầu như mặt ngoài bao phủ một lớp phù văn huyền ảo, phía trước xe còn có hai đầu cự lang khôi lỗi thú trên lưng đều mọc ra cặp cánh. Trong bộ dáng các người đều bị thương không nhẹ chút nào, e rằng không có khả năng phi hành đường dài, hãy lên xe mà yên tĩnh dưỡng thương đi, chỉ cần cho ta biết đường đi là được hàn lập thản nhiên phân phó. Đa tạ đại ân tiền bối, vãn bối tuân mệnh, bốn người nho sinh nhất thời vui vẻ liên tục nói lời cảm tạ. Tuy rằng bọn họ nghe qua Hàn Lập phủ nhận bản thân là tu sĩ hợp thể kỳ, nhưng cũng biết rõ tu vi đối phương tuyệt đối không phải chỉ cỡ như những tồn tại luyện hư bình thường khác, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng diệt sát được thạch nguyên quy vốn tương đương với luyện hư cấp, vì vậy tự nhiên không dám kháng lệnh đối phương. Huống chi hiện tại nguyên khí mấy người bọn họ đang bị thương trầm trọng, cho nên cái loại mệnh lệnh có lợi như vậy cầu còn không được cơ mà. Nguyên bản đường xá từ đây hồi thành cũng thật khó khăn, hiện tại lại được một vị tu sĩ lợi hại như vậy đi cùng, xem ra chẳng còn gì lo lắng nữa. Vì thế độn quang cả bốn người cùng bay vào phi xa. Hàn lập tức thì khoát tay, hai đạo thanh sắc pháp quyết bắn ra, rồi chợt lóe lên chui vào trong thân hình hai con thú khôi lỗi. Thú khôi lỗi vốn nhìn tựa như những món đồ không có sinh mạng, bỗng nhiên truyền ra tiếng gầm nhẹ, giống như vừa mới được hồi sinh, nhất thời quạt mạnh gặp cánh chạy như bay về phía trước. Phù văn trên phi xa màu xanh quay cuồng từng trận, trong chốc lát hiện lên một tầng thanh quang bao bọc toàn bộ vào bên trong, tiếp theo chợt lóe lên rồi hóa thành một đoàn thanh quang nhắm hướng chân trời mà bắn đi. Các ngươi là tu sĩ ở cảnh nào? Đã rời khỏi thiên uyên thành bao lâu rồi? Hàn lập khoanh chân ngồi ở giữa phi xa, hướng mấy người này hỏi một câu. Khởi bầm tiền bối, tông môn bốn người vãn bối vốn xuất thân từ huyền vũ cảnh, từ khi rời đi thiên uyên thành cũng đã được nửa năm rồi. Nho sinh hẳn nhiên là thủ lĩnh của nhóm bốn người này, cung kính trả lời. Nửa năm à, Nói vậy mọi tình huống gần đây của Thiên Uyên thành hẳn là biết rất rõ chân mày Hàn Lập khẽ động rồi hỏi. Mấy người bọn Vãn Bối đã từng ở lại Thiên Uyên thành khá nhiều năm, thật sự đối với tình hình trong thành cũng biết được chút ít. Nhưng Tiền Bối cũng biết, tu vi bọn Vãn Bối không cao, nên có một số chuyện bí mật chắc chắn không được rõ lắm, Nho Sinh dường như đoán được tâm ý của Hàn Lập, trả lời có chút cẩn thận. "Hắc hắc, đừng lo lắng gì cả. Hàn Mộ vốn cũng xuất thân từ Thiên Uyên thành, chính là nhiều năm qua vì bất ngờ nên phải rời đi." Ta chỉ muốn biết một số tình huống trong tộc và Thiên Nguyên Thành mà thôi. Bất quá hiện tại Thiên Nguyên Thành vẫn bình an vô sự, xem ra năm đó đám dị tộc tiến công bị thất bại rồi, Hàn Lập cười nhẹ một tiếng. Dị tộc tấn công, nguyên lai lúc đó tiền bối đã ly khai Thiên Nguyên Thành. Năm đó mấy tộc xung quanh cùng liên thủ tấn công bản thành, nhưng nhờ có nhân tộc và yêu tộc phối hợp phòng thủ, nên hai bên đều có thảm thương trầm trọng, dường như đã có hợp thể kỳ bị ngã xuống. Nhưng nghe nói cuộc chiến đang tới hồi kịch liệt thì tự dưng đại quân dị tộc bỗng nhiên bất ngờ rút quân, lúc này mới khiến cho thiên uyên thành được trở lại bình yên vô sự trước hết nho sinh cả kinh, nhưng cũng thành thật trả lời. Rút quân, Hàn Lập sờ sờ cầm, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Không sai, nhưng nguyên nhân cụ thể lại có nhiều người nói khác nhau, có người bảo nhân yêu hai tộc chúng ta đã phái ra lực lượng tinh nhuệ, rồi tập kích địa phận của mấy tộc đó, bức bách bọn chúng buộc phải lui quân về phòng thủ. Lại có người bảo nguyên do suốt thế huyền thiên chi bảo, nên đám người dị tộc đó đều chuyển hướng đi tranh đoạt bảo vật tiếp theo hán tử giáp đỏ trả lời một câu có tin đồn gì về huyền thiên chi bảo chóc lòng hàn lập thoáng dùng mình nhưng ngoài mặt không hề biến đổi thật ra việc này năm xưa truyền tai nhau có chút mơ hồ và thần kỳ có người bảo là bên trong dị tộc nào đó đột nhiên sinh ra linh bảo lại có người bảo tự nhiên xuất hiện một thánh giai đến từ đại lục khác bỗng nhiên mang theo linh bảo đi tới đại lục chúng ta cũng có những lời đồn thổi nói người từ hạ giới phi thăng lên mang theo linh bảo và đang ở trong tộc chúng ta nho sinh cười khổ một tiếng rồi đáp. Ha ha, tu sĩ phi thăng từ hạ giới à, Hàn Lập nghe vậy, chẳng những không hề sợ hãi mà còn cười rộ lên. Tiền bối cũng thấy quá hoang đường đúng không, huyền thiên tri bảo đó sao lại là một món bảo vật có xuất xứ từ hạ giới được chứ, cũng không biết lời đồn này xuất phát từ đâu nữa một trong hai nữ tu sĩ cũng thản nhiên cười nói. Đích xác có chút khó tin, được rồi, ta muốn hỏi, thêm một câu nữa, một hai trăm năm gần đây trong tam cảnh thất địa có phát sinh đại sự gì không? Hàn Lập không đề cập đến chuyện đó nữa, rồi gật gật đầu tiếp tục hỏi. Gần một hai trăm năm nay, trong tam cảnh thất địa chính xác đã xảy ra không ít đại sự gây chấn động toàn tộc, bất quá nếu nói cho hết e rằng phải mất nửa khắc mới có thể nói xong nho sinh cười cầu tình rồi trả lời. Không sao đâu, lộ trình còn dài như thế, cũng đủ để các vị đạo hữu thuật lại cho ta biết vài phần Hàn Lập lộ ra biểu tình cười tủm tìm. Nếu tiền bối đã nói vậy, đương nhiên mấy người vãn bối sẽ thuật lại tường tận nho sinh cung kính nói. Lúc này hắn vừa mới phục dụng một ít đan dược, cũng xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu chậm rãi từ từ khôi phục lại nguyên khí. Đại sự phát sinh gần nhất trong vòng 200 năm trở lại đây, chính là thiên diệu linh hoàng, nhân vật tối trọng yếu trong tam cảnh đã hết thọ nguyên cách đây mấy mươi năm, chuẩn bị tuyển chọn ra một linh hoàng mới trong số toàn thể nhân tộc. Tiếp theo, chính là đứa bé gái của thất yêu vương Nam Ly Giao Vương bị mất tích, vì chuyện này mà Nam Ly Giao Vương đem quyền lực ra náo loạn long trời lỡ đất. Thần sắc nho sinh hết sức nghiêm túc, bắt đầu kể lại. Đại Hàn Giáp đỏ cùng với hai nữ tu ngồi một bên, thỉnh thoảng xen vào bổ sung những nội dung còn thiếu. Hàn Lập vừa nghe mấy người này thuật lại, lúc đầu thần sắc bất động, dần dần có chút động dung, nhưng không lâu sau bắt đầu âm trầm biến đổi. Tựa hồ mấy năm hắn rời đi, nhân yêu hai tộc đích xác đã xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa. Ước chừng nửa ngày sau, cuối cùng Hàn Lập cũng đã nghe mọi người thuật lại xong. Âm thanh đang nói chuyện bỗng dưng im ắng lại, cả người hắn nhất thời lâm vào trạng thái trầm ngâm. Bốn người nho sinh thức thời không mở miệng nói chuyện tiếp, mà cung kính chờ đợi phản ứng của Hàn Lập. Những năm gần đây, ở Thiên Uyên Thành các người có nghe qua một nữ tu phi thăng từ hạ giới tên là Nam Cung Uyển không? Sau khi thần sắc được thu lại, đột nhiên hắn hỏi ra một câu như vậy. Nam Cung Uyển, cái tên này thật chưa nghe qua nếu muốn hỏi về những thủ vệ thiên uyên thành thì bọn ta có lẽ không rõ lắm nhưng số ượng tu sĩ phi thăng từ hạ giới vốn đã ít lại càng hiếm hơn không đến nổi cả bọn ta đều không biết ừm có thể nàng đã đổi tên mấy năm nay những nữ tu sĩ phi thăng lên thiên uyên thành có nhiều lắm không ánh mắt hàn lập chấp động vài cái lại nghĩ mông lung nên hỏi tiếp phi thăng nữ tu tuy rằng ngày càng thưa thớt nhưng cũng có vài người nho sinh trần trừ một chút rồi nói được rồi đa tả các vị đạo hiếu đã cho biết về sau chư vị chỉ cần lặng lặng tu dưỡng trên phi xa này là được hàn lập gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa mấy người nho sinh liền cảm ơn sau đó cũng nhắm mắt nhập định giống như vậy lúc này trên mặt hàn lập trông hết sức bình tĩnh nhưng trong lòng lại dao động có chút lo lắng trong đầu đầy áp thanh âm dịu dàng và gương mặt mỉm cười của nam cung uyển nổi khổ nhớ nhung biết bao năm nay không biết nam cung uyển có thật sự phi thăng thành công lên linh giới hay không mọi thứ cảm xúc đè nén bấy lâu nay bất chợt cùng ảo về hắn mơ hồ nhận thấy nơi sâu thẳm trong tim có cảm giác đau nhói. Dưới thúc dục của Hàn Lập, độn tốc của chiếc phi sa màu xanh chạy cực nhanh, nếu so với bốn người nho sinh cùng khống chế độn quang vẫn nhanh hơn hẳn ba phần. Đáng lẽ phải mất tới hơn hai tháng lộ trình, thế nhưng cuối cùng rút ngắn lại chỉ còn nửa tháng đã về tới khu vực phụ cận của Thiên Uyên Thành. Phi sa lẳng lặng dừng lại trên trời cao, Hàn Lập đứng trên phi sa nhìn thấy tường thành Thiên Uyên phía xa trông như ngọn núi cao thật lớn, thoáng cái trên mặt không khỏi hiện ra tâm trạng phức tạp, đã nhiều năm như vậy lưu lạc ở ngoại tộc, rốt cuộc hắn đã quay về hai tộc nhân yêu. Tiền bối, bọn ta hãy mau chóng truyền tống vào thành đi nho sinh đứng một bên cẩn thận nói. Ở phía trước chỗ rừng của Phi Sa, trên mặt đất cách tường thành không xa lắm rõ ràng đứng sừng sững một tòa truyền tống pháp trận cao tới mấy trượng. Ngay pháp trận, có hơn 10 tên thanh minh vệ vận chiến giáp màu xanh đang đứng thẳng hai bên. Hào quang pháp trận chợt lóe, có mấy đạo nhân ảnh từ trung tâm được truyền tống bước ra, sau khi nói vài câu với nhóm thanh minh vệ, liền hóa thành mấy đạo kinh hồng phá không rời đi. Đây đúng là truyền tống pháp trận dùng để tiến nhập Thiên Uyên Thành. Bởi vì cổng thành hướng về phía hoang dã thế giới căn bản không mở cửa thành, nên bình thường muốn đi ra khu hoang dã thế giới cũng chỉ có cách thông qua mấy tòa truyền tống trận này thôi. Về phần những vệ sĩ Thiên Uyên Thành đang đứng đây chấp hành nhiệm vụ, dường như có chút bí ẩn xung quanh truyền tống pháp trận. Chương 1750, nhập thành. Vừa thu lại ánh mắt, chân Hàn Lập nhẹ nhàng giẫm xuống, phi xa liền từ từ bay thấp xuống. Do chiếc thanh sắc phi xa này khá to lớn, nên đám thanh minh vệ thủ trận đã sớm phát hiện ra bóng dáng của bọn họ, lúc này từng đạo thần niệm quét qua. Hàn lập phất tay áo một phát, thanh quang chợt lóe lên rồi phi xa đột nhiên biến mất. Thân hình năm người thoáng động, lập tức đều hạ xuống sát bên truyền tống pháp trận. Ô, đội trưởng, đột nhiên tiếng thét kinh hãi vang lên từ miệng một gã thanh minh vệ. Hàn lập vừa nghe qua cảm giác nao nao, ánh mắt liền đảo qua, phát hiện một gã đại hán mắt xanh trong đám thanh minh vệ, Dung mạo hết sức quen thuộc, tên đại hán đó rõ ràng là Trác Hướng, chính là một trong số 10 gã hắc vệ năm xưa khi hắn còn làm thủ lĩnh ở Thiên Uyên Thành. Bây giờ hắn cũng đã tiến giai từ Nguyên Anh hậu kỳ lên Hóa Thần sơ kỳ, vẻ mặt giật mình nghi ngờ nhìn chăm chăm Hàn Lập. Nguyên là Trác Đạo Hiếu, chúc mừng Đạo Hiếu cũng đã trở thành thanh minh vệ trên mặt Hàn Lập hiện lên nét tươi cười, cười, chậm rãi nói: quả thật là đội trưởng, ô, đội trưởng đã tiến cấp lên luyện hư cảnh giới rồi. Trác Hướng vừa xác nhận đúng là Hàn Lập đầu tiên rất vui mừng, sau đó lại cả kinh hỏi. Thần niệm hắn vừa đào qua, thế nhưng không cách nào nhìn ra được tu vi nông sâu của Hàn Lập, tự nhiên phải nhận định như vậy. Mấy năm nay lưu lạc ở bên ngoài một thời gian, đích xác đã tiến nhập vào luyện hư cảnh giới. Nhưng thật không nghĩ tới, còn chưa kịp vào thành đã gặp ngay chắc đạo hữu rồi, các vị đạo hữu khác trong đội ngày trước hiện tại đều khỏe cả chứ Hàn Lập mỉm cười hỏi. À, không biết phải nói thế nào, năm đó đội trưởng rời đi không bao lâu thì dị tộc tấn công thiên uyên thành, trong số bọn họ, gần phân nữa đã ngã xuống trong trận chiến, đa số những người còn sống thì lựa chọn rời khỏi thiên uyên thành, hiện nay trong thành chỉ còn mỗi ta và hứa tiên tử thôi chắc hướng nói như thế. Hứa tiên tử vẫn còn trong thành à, Hàn Lập vừa nghe qua lời này, trong mắt chợt hiện lên dị sắc. Nàng này chính là hậu nhân của băng phách tiên tử, đúng là một tin tốt để hắn hoàn thành ước nguyện của thanh niên họ ông ở thiên vân tộc, vì vậy hắn tỏ ra rất quan tâm. Hứa tiên tử cũng tương tự tiến cấp lên hóa thần cảnh giới, hơn nữa lại là hóa thần trung kỳ đấy, hiện tại vị đó đang dẫn dắt một tiểu đội hắc vệ. À phải rồi, hứa tiên tử cũng đã từng nhiều lần nhắc tới đội trưởng, đại khái cứ nhắc hoài nhờ có đội trưởng ẩn cần chỉ điểm nên nàng mới đạt được tu vi như ngày nay chắc hướng cười hì hì. Dường như hắn nghĩ rằng giữa hàn lập cùng nàng này có mối quan hệ gì đó không bình thường thì phải. Ha ha, năm đó ta cũng chỉ tiện tay mà làm thôi, chưa có gì gọi là chỉ điểm đâu. Hứa tiên tử có thể đạt được thành tựu như hiện nay, tự nhiên là nhờ tư chất hơn người của bản thân nàng thôi hàn lập lắc đầu thản nhiên nói. Trác hướng miệng vẫn cười cười, cũng chưa nói thêm gì. Còn đám nho sinh bốn người vừa thấy hàn lập có quen biết với tên thanh minh vệ Trác hướng, nên một tia lo lắng cuối cùng cũng đem vứt bỏ. Xem ra vị này đúng thật là xuất thân từ thiên uyên thành như lúc đầu đã nói qua, bọn họ cũng không cần phải lo lắng đối phương chính do dị tộc biến hóa ra, rồi tìm cách tiếp cận đám người bọn họ để âm thầm tiến vào thiên uyên thành nữa sự tình như vậy trước giờ đã gặp qua nhiều lần rồi trước đây nho sinh cũng đã biết qua chắc hướng hai mắt nhìn qua liền ôm quyền chào chắc hướng nguyên là hàn tiền bối cùng chắc huynh quen biết nhau thật sự quá tốt rồi bọn ta cũng nhờ hàn tiền tối ra tay cứu giúp nên chuyến này mới có thể quay về được đây sao vậy bốn vị đạo hữu gặp nguy hiểm à chắc hướng có chút bất ngờ đâu chỉ là nguy hiểm thôi bốn người chúng ta thiếu chút nữa đã chui vào miệng một đầu cổ thú luyện hư cấp là thạch nguyên quy rồi nho sinh cười khổ nói ha ha, đội trưởng chúng ta năm xưa đã có thể với tu vi hóa thần kỳ đánh chết được tên di tộc luyện hư cấp rồi, bây giờ mà đánh chết một đầu thạch nguyên quy lại càng không thành vấn đề gì cả chắc hướng cười hắc hắc nói. Nghe qua chắc hướng bảo vậy, mấy người nho sinh liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thôi sau này nếu có cơ hội sẽ tán gẫu cùng chắc đạo hữu vậy, ta còn nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, trước hết vào thành đã hàn lập lại như đang cười nói. À, cũng là do chắc mỗ quá sơ sót, khẳng định đội trưởng mới từ một nơi rất xa mới về thành, nên nhất định rất mỏi mệt lúc này chắc Hướng mới hơi giật mình, vội vàng nhích người qua một bên, làm lộ ra truyền tống pháp trận nằm phía sau đó. Hàn Lập sau khi gật đầu chào hướng Trác, liền không khách khí tiến nhập vào trong trận. Hào quang chợt lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mấy người nho sinh tự nhiên cũng giống thế, thân ảnh đều mất dạng trong pháp trận. Trác Hướng vẫn nhìn vào pháp trận trống không, sắc mặt hiện lên vẻ đăm chiêu tư lự. Trác huynh, thật sự ngươi quen biết vị Hàn Tiền Bối này chứ? năm đó hắn chính là đội trưởng của người à thật có thể với tu vi hóa thần diệt sát được tồn tại cấp luyện hư sao làm thế nào chúng ta không thể nhìn ra được tu vi cảnh giới của hắn vậy không lẽ hắn tu luyện loại thần công đặc thù nào sao vừa rồi đứng yên lặng kế bên chính là mấy tên thanh minh vệ khác lúc này không nhịn được đều mở miệng tra vấn tất nhiên không giả rồi vị hàn đội trưởng này năm đó danh tiếng trong thanh minh vệ tuyệt đối không nhỏ đâu một thân thần thông cái thế, thậm chí nhiều thiên vệ bình thường kết hợp lại cũng chưa chắc là đối thủ. Năm đó chắc mỗ ở dưới trướng của người này tính ra cũng rất có lợi, nếu không ta đã khó lòng tiến dài thành công lên hóa thần rồi. Sau một thời gian dài không gặp, không ngờ vị đó đã đột phá lên cảnh giới luyện hư, hiện tại chắc chắn thần thông lại càng biến thái. Thật ra các người không thể nhìn thấu tu vi cũng là chuyện bình thường thôi chắc hướng trả lời, đồng thời trong lòng lại âm thầm đoán giả đoán non hành tung bấy lâu nay của Hàn Lập cho dù hắn có tính nát óc cũng không đoán ra được nguyên nhân tại sao Hàn Lập biến đi đâu mất qua nhiều năm như vậy, có ngờ đâu là hắn bị lưu lạc rất xa thậm chí còn tới đại lục khác một chuyến nữa. Đồng thời lúc này, linh quang chấp động, thân hình Hàn Lập hiện ra tại một tòa điện phủ trông rất bình thường, hắn chậm rãi ra khỏi truyền tống pháp trận rồi quay nhìn bốn phía đánh giá vài lần. Một lát sau mấy người nho sinh cũng đồng dạng bước ra từ truyền tống trận. Hiện tại đã tới Thiên Nguyên thành rồi ta nghĩ nên chia tay các vị đạo hữu tại đây hàn lập xoay qua phía bốn người rồi nói xin đa tạ đại ân của tiền bối bốn người bọn ta tạm thời sẽ ở lại xuân nguyên các nếu tiền bối có gì sai bảo xin cứ nói ra tuyệt không dám chối từ nho sinh thi lễ vô cùng thành khẩn nếu không có mặt hàn lập kịp thời lúc này đây khẳng định khó mà tìm được đường sống quả thật lời này xuất phát tận đáy lòng xuân nguyên các ta biết rồi sau này không chừng ta sẽ có chuyện nhờ vã các vị đạo hữu hàn lập liếc mắt nhìn qua nho sinh rồi gật gật đầu tay áo theo sau vung lên, bản thân nhắm hướng cửa điện đi tới. Tên nho sinh cảm giác nao nao, cùng ba người còn lại cung tay tiễn biệt. Đi ra khỏi điện phủ, thấy rõ bên ngoài là một gian đại sảnh rất to lớn phạm vi cả trăm trượng, có vài người cũng đang từ mấy chỗ điện phủ ở bốn phía xung quanh cùng tiến vào đại sảnh, chỉ có điều nhân số không được đông lắm. Bất quá hiện tại ở trong đại sảnh vẫn có hai thanh minh vệ đang tuần tra, trong tay cầm sẵn một khối dị linh bàn, kiểm tra kỹ càng từng tên tu sĩ ra vô, Thế mà ở ngay phía sau Thanh Minh vệ còn có một gã thiên vệ toàn thân áo giáp vàng chóe, lạnh lùng khoanh hai tay đứng đó quan sát từng người một. Luyện Hư Trung Kỳ, Hàn Lập liếc mắt sơ qua đã nhìn ra tu vi của tên thiên vệ đó, thoáng có chút cân nhắc liền không chút do so dự nhẹ nhàng đi tới. Những tên trông coi pháp trận ở ngoài thành là Thanh Minh vệ, chủ yếu phụ trách trông coi truyền tống pháp trận không cho dị tộc cùng vài loại cổ thú tới quấy phá, ở nơi đó thủ vệ phụ trách chỉ cần xác nhận thân phận của những ai ra vào thành nguyên bản thiên uyên thành chính là cửa ngõ ra vào để mọi người tiến nhập hoang dã thế giới khi đó những người ra ngoài sẽ tạm thời được cấp cho một lệnh bài thông hành đã nhiều năm qua hàn lập chưa từng quay lại thiên uyên thành nên đương nhiên không có tín vật đó thực có chút phiền phức trong đại sảnh lúc đó không có bao nhiêu tu sĩ tồn tại luyện hư cấp chỉ có mỗi hàn lập mà thôi ánh mắt tên thiên vệ bỗng nhiên chợt lóe lên nhìn về hướng này trên mặt hàn lập một chút biến sắc cũng chẳng thấy trước đây vốn dùng bí thuật để che giấu đi hơi thở nhưng hiện tại hắn cũng chẳng cần thu liếm lại làm gì. Tên thiên vệ kia có khuôn mặt gầy ốm nhất thời biến sắc, trong mắt lộ ra vẻ giật mình. Tại hạ là Ngọc Linh Tử, tu vi đạo hữu thật kinh người, xin hỏi tôn tính đại danh cùng nơi xuất xứ. Tên thiên vệ này vừa thấy hàn lập đến gần, lập tức thân hình nhoáng lên rồi quỷ mị xuất hiện chắn trước mặt thanh minh vệ, rồi khách khí ôm quyền hướng hàn lập mà hỏi. Tại hạ là hàn lập, về phần xuất thân thì, hắc hắc, hơn 300 năm trước ta chính là thành viên trong thiên uyên vệ khóe miệng Hàn Lập vừa động liền nói. Thiên uyên vệ, chắc đạo hữu nói dẫn rồi, lúc dương mỗ đảm nhiệm chức vị thiên vệ đã mấy trăm năm qua rồi, toàn bộ thiên vệ không có một ai mà ta không biết, đã bao giờ thấy qua các hạ đâu tên thiên vệ này trước hết ngẩn người ra, kế tiếp sắc mặt trầm xuống. Hàn Lập nghe bảo thế liền cười hắc hắc, đột nhiên giơ tay lên, một đoàn thanh quang bay vèo tới trước. Cặp đồng tử gã thiên vệ gầy ốm thoáng co rụt lại, tay cách không tung ra một chảo, liền bắt lấy quang đoàn màu xanh vào trong tay. Rõ ràng đây là một tấm ngọc bài màu xanh đen, một mặt ngọc bài hiện lên vài nét ngân khoa văn, mặt còn lại có khắc mấy chữ vàng sậm bính 56. Đây đúng là thanh minh vệ lệnh bài năm xưa, thanh minh vệ, tên thiên vệ này có chút khó tin, không sai, đạo hữu cảm thấy có gì không ổn à, hàn lập thản nhiên nói, thật ra không có gì bất ổn cả, bất quá tại hạ cần kiểm tra qua lệnh bài này một chút tên thiên vệ họ dương cười một tiếng, cẩn thận trả lời không có gì, đạo hữu cứ tùy tiện hàn lập thong thả trả lời. Tên thiên vệ gầy ốm gật gật đầu, hai tay trà sát một phát, lập tức ngọc bội nhẹ nhẹ chớp động thanh quang. Không sai, đích thật đây là lệnh bài thanh minh vệ. Bất quá dựa theo con số ghi trên lệnh bài thanh minh vệ này, đáng lẽ ra đã bị hủy bỏ từ trăm năm trước rồi. Hiện tại đạo hữu đã được tự do linh quang trong tay tên thiên vệ gầy ốm chờ tắt đi, trên mặt hiện lên vẻ kỳ quái khó hiểu. Cũng do năm xưa tại hạ nhận một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, vì vậy lúc nhiệm vụ hoàn thành cũng là lúc được tự do Hàn Lập cũng chẳng ngạc nhiên gì, bình tĩnh trả lời. Nhiệm vụ cử tử nhất sinh từ 300 năm trước, tên thiên vệ hai mắt sáng ngời, tựa hồ nhớ lại gì đó rồi thoáng giật mình. Xem ra đạo hữu cũng nhớ được sự tình năm đó. Hàn Lập cười hắc hắc, thì ra năm đó đạo hữu chính là một trong số những người chấp hành nhiệm vụ đó, thật là thất kính. Đã không có vấn đề gì nữa, đạo hữu có thể đi được rồi. Tuy nhiên khối lệnh bài thanh minh vệ này ta buộc phải thu hồi lại vẻ mặt Dương Thiên Vệ hiện ra vài phần kính trọng, hai tay liền ôm quyền nói. Hiển nhiên là thế, bởi vì đã lâu rồi tại hạ chưa trở về thành, nên chẳng có một vật nào khác để chứng minh thân phận bản thân được, hiện tại cũng chỉ có thể đưa ra khối lệnh bài đó thôi Hàn Lập nói nhẹ nhàng bâng quơ. Tên thiên vệ gầy ốm vật đầu rồi vung tay ra hiệu, mấy tên thanh minh vệ kia lập tức tránh qua một bên nhường đường. Hàn Lập cũng không khách khí, hóa thành đạo thanh hồng độn quang bay ra khỏi đại sảnh chương 1751, đuổi đi. Bên ngoài gian đại sảnh, trong một tòa thạch tháp cao tầng, một đạo độn quang thanh hồng chấp động vài cái, lập tức không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Dị linh bàn có phản ứng gì không? Lão già gầy ốm vừa thấy độn quang hàn lập đã đi xa, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống vội hỏi. Khởi bẩm đại nhân, vẫn không có phản ứng gì. Vị hàn tiền bối này đích thật chính là người của nhân tộc. Một gã thanh minh vệ lên tiếng trả lời. Không có lệnh bài thông hành, cũng không bị thu hồi lại lệnh bài thanh minh vệ vô dụng này, đã qua nhiều năm như vậy không lẽ người này vẫn phải trụ lại ở khu hoang dã à? Xem ra chắc chắn hắn có được cơ duyên không nhỏ rồi, nếu không làm sao có thể trong vòng 300 năm liền tiến cấp từ hóa thần lên tới luyện hư hậu kỳ cảnh giới được. Dù sao nếu đã đúng là người nhân tộc, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì nữa, cần gì phải nhiều chuyện chứ ánh mắt tên thiên vệ gầy ốm chấp động một lát, nhưng vẫn lắc đầu không thôi. Loại sự tình này, chỉ trong vòng mấy trăm năm ngắn ngủi đã liên tiếp tiến dai như vậy tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng trong khu hoang dã có thể bắt gặp vô số cơ duyên, cũng không hẳn chưa từng xảy ra việc tương tự. Nếu đối phương trước kia vẫn chưa từng gia nhập vào thiên uyên vệ thì có lẽ hắn nên thử mời vào thiên vệ, thế nhưng hiện tại đối phương đã từng thoát ly thiên uyên thành rồi, đương nhiên hắn sẽ không mối mặt đi tìm làm gì nữa. Cho nên tên thiên vệ gầy ốm này rất nhanh không cần quan tâm đến sự việc này nữa, tiếp tục ngó qua bốn người nho sinh đang tiến ra từ điện phủ. Trong độn quang, Hàn Lập không ngừng đánh giá xung quanh. Mới đây đã trải qua hơn 300 năm, hầu như các kiến trúc trong thiên uyên thành không thay đổi chút nào. Trong thành vẫn đang có khá đông hắc bạch giáp sĩ tuần tra xung quanh, rất khác với phần đất bên ngoài của các tu sĩ vốn đã có vài chỗ thay đổi. Cả tòa thành chỉ như một bức tranh toát ra một khí thế vô cùng thịnh vượng, không còn để lại chút dấu vết nào trước đây khi bị dị tộc tấn công. Hiện tại chính là có một nơi rất gần, Hàn Lập cũng không cần phải lo lắng gì nữa, độn quang lập tức bay thẳng tới phường thị thiên uyên thành lúc này đây hắn căn bản không dự định ở lại lâu tại thiên uyên thành để làm gì trải qua hơn trăm năm củng cố pháp lực cộng với nhiều lần vào sống ra chết giúp cho ma luyện tâm tính hắn đã đủ điều kiện để chuẩn bị đánh sâu bình cảnh tiến lên hợp thể chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian nữa hắn sẽ bắt đầu thử nghiệm tiến giai hắn vốn có nhiều loại đại thần thông chỉ cần tiến giai lên hợp thể sơ kỳ cảnh giới liền có thể chống lại được hợp thể hậu kỳ cơ hồ lúc đó sẽ có thể tung hoành hai tộc nhân yêu. Việc trước mắt hắn phải làm chính là tìm một nơi bí ẩn ở gần với Thiên Uyên Thành, rồi chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, sau đó mới bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh. Trước đó phải tạm gác lại hết mọi sự tình, tạm thời không để ý tới nữa. Cũng do hắn đã tiêu hao hết hơn trăm năm để hồi thành, nên hiện tại phải bổ sung thêm một số lượng lớn tài liệu phụ trợ ngay tại Thiên Uyên Thành này. Mấy năm qua tuy rằng cũng có thu thập thêm được vài thứ ở mấy chỗ dị tộc nhưng do phải dừng lại ở những khu lân cận với thành trì trung tâm của di tộc, nên dĩ nhiên không chính thức bổ sung được bao nhiêu thứ. Nếu không phải do trước lúc ly khai lôi minh đại lục hắn đã sớm chuẩn bị không ít đồ vật các loại, thì có lẽ đi nửa đường đã buộc phải dừng lại để tìm kiếm bổ sung thêm rồi. Với quy mô của thiên uyên thành này hắn hy vọng có thể thu gom đầy đủ. Chỉ cần có đủ tài liệu, hắn liền có thể luyện chế một số pháp khí và đan dược, dùng để phụ trợ phần nào cho tiến trình đột quá bình cảnh. Tại phường thị thiên uyên thành này, năm đó hàn lập đã đi vào không biết bao lần rồi cho nên nửa canh giờ sau hắn hạ xuống tại một quầng sáng thật lớn được phân ra làm đôi bên cạnh một tòa kiến trúc đặt ngay ngã tư đường ở bên kia quầng sáng chính là nơi giao dịch của yêu tộc tại thiên uyên thành này còn ở giữa quầng sáng nọ là một tòa điện phủ chính là nơi duy nhất để hai tộc nhân yêu cùng trao đổi những vật phẩm quý giá ánh mắt hàn lập lướt nhìn qua điện phủ thật lớn ở xa xa thần sắc thoáng động liền trong đầu tự nhiên hình dung ra một thân ảnh mơ hồ của nữ tử yêu tộc cũng tại đây, năm đó trong tòa điện phủ này, hắn đã nhiều lần giao dịch với một nữ tử yêu tộc vẫn chưa biết tên, để đổi lấy các cây giống linh dược quý hiếm từ tay cô nàng yêu tộc này. Nếu không phải nhờ đợt đó, thì có lẽ hắn phải tốn rất nhiều công sức cũng chưa chắc đã tìm được nhiều đến thế. Bất quá nàng này tựa hồ cũng có chút lai lịch, có thể năm đó đã biết trước việc dị tộc tấn công quy mô lớn vào thiên uyên thành, nên đã sớm tìm cách rời khỏi thiên uyên thành này. Ánh mắt hàn lập vừa thu lại, ngó qua hai bên một chút, Liên tiến vào một căn thương hiệu chuyên bán tài liệu. Trong tiểu sao 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 chuyên môn bán các loại tài liệu dùng để luyện khí luyện đan, cần cái gì cũng có. Tiền bối muốn tìm gì xin cứ việc phân phó là được trong thương hiệu có tới 5-6 tên phục vụ, một gã thiếu niên thanh tú lập tức tươi cười bước ra tiếp đón. Người đi xuống đi, vị tiền bối này hãy để ta tự mình tiếp đãi hàn lập còn chưa kịp đề cập chuyện gì. Khi tên trưởng quầy vốn đang ngồi ngay ngắn trên ghế trúc bóng phát hiện ra hào quang chợt lóe sáng trên một vật đang cầm trong tay, liền cả kinh nhảy dựng người lên rồi lớn tiếng nói. Kế tiếp, lão già trưởng quầy kim đan kỳ chạy thẳng đến trước người hàn lập, trên mặt tràn đầy vẻ kính cẩn nói. Mọi người không biết tiền bối đại giá quang lâm, vãn bốn không kịp ra ngoài nghinh đón, mong tiền bối thứ tội. Hàn lập nghe vậy trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy rằng sau khi vào thành hắn vẫn chưa dùng lại bí thuật cố ý che giấu cảnh giới tu vi thật sự, nhưng không thể nào một gã kim đan kỳ lại có thể trực tiếp nhìn ra tu vi của mình được. nhưng sau khi nhìn lướt qua một cái pháp bàn trong tay lão già, Hàn Lập cũng có chút giật mình rồi gật đầu nói: nguyên lai người có món pháp khí linh áp bàn này, trách sao không biết được một phần tu vi của ta? tốt lắm, không cần nói dài dòng làm gì, ta đang cần một lượng lớn tài liệu, người hãy xem qua rồi cho ta biết ngay. Hàn Lập vừa lật tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện thêm một khối ngọc giản màu trắng, rồi ném qua lão già. hai tay tiếp nhận ngọc giản trong miệng lão già liền vâng dạ liên tục, có điều sau khi đảo thần niệm xem qua ngọc giản, trên mặt lão liền hiện ra biểu tình vừa mừng vừa sợ. Tiền bối lại muốn nhiều tài liệu đến thế, bản thân tiểu sao 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 tự nghĩ có thể trao ra hơn phân nửa tài liệu trong đó, còn những thứ tài liệu khác, bản sao 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 tạm thời có thể đi tìm thêm ở những nơi khác, hy vọng tiền bối có thể ngồi chờ trong chốc lát. Được rồi, ta có thể đợi ngươi trong một khắc hàn lập thản nhiên phân phó. Lão già nghe vậy mừng rỡ, vội vàng đích thân mời Hàn Lập đến ngồi xuống tại một chiếc ghế, sau đó sai một gã phục vụ dâng lên linh trà, rồi phân phát mấy người khác lập tức vào kho lấy tài liệu. Còn bản thân hắn sau đó liền rời khỏi thương hiệu, tới những tiểu sao 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 quen biết ở gần đó, nhanh chóng tìm thêm những tài liệu khác cho Hàn Lập. Thấy thái độ của lão trưởng quầy như vậy, tên phục vụ hiển nhiên đoán được vị tiền bối này khẳng định có tu vi rất cao thâm, nên cũng không dằn lòng được mà dùng ánh mắt sợ sệt nhìn qua. Hàn Lập vì tiện ngồi thưởng thức linh trà, sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại không nói lời nào bất quá chỉ khoảng sau thời gian uống một tách trà lão già mang theo một vẻ mặt kích động đã quay trở về rõ ràng trong tay lão đã có thêm một vòng tay chữ vật đồng thời những tên phục vụ khác trong cửa hàng cũng trưng ra một đống dương có kích cỡ bất đồng những tài liệu này hiện giờ đối với hàn lập có lẽ chỉ là một ít tài liệu phụ trợ bình thường mà thôi thế nhưng với cửa hiệu mà nói vẫn xem là đồ quý hiếm dị thường thần niệm liền hướng qua vòng tay chữ vật cùng mấy cái dương quét qua vài lần Hàn Lập liền thản nhiên hỏi giá. Thần tình lão già nở nụ cười cầu tình rồi nói ra một cái giá, mà đối với những người tu tiên bình thường mà nói tuyệt đối là cái giá trên trời. Mí mắt Hàn Lập chẳng thèm chấp một chút, cổ tay khép phất một cái, nhất thời một túi da không lớn lắm hiện ra. Lão già vừa tiếp nhận túi da liền lấy thần niệm đảo qua, không ngờ còn nhiều hơn cả so với cái giá lão đưa ra, lúc này hết sức mừng rỡ cảm ơn liên tục. Hàn Lập thần sắc bất động thu lại những thứ mới mua xong, liền hướng ra cửa nhẹ nhàng đi mất. Độn quang hàn lập trực tiếp rời khỏi phường thị, bay đến một mặt khác của thiên uyên thành. Mấy canh giờ sau, hắn liền dứt khoát ly khai thiên uyên thành, hóa thành đạo thanh hồng nhắm hướng sơn mạch minh mông phá không mà đi. Hai tháng sau, đạo thanh hồng đó rốt cuộc mới hạ xuống một ngọn núi cây cối xanh gì. Độn quang chợt tắt, thân ảnh hàn lập liền hiện ra trên một tòa cự thạch, sau khi đánh giá xung quanh, hai mắt nhắm lại rồi phóng ra thần niệm cường đại. Một lát sau, khuôn mặt liền hiện ra vẻ vừa lòng. Nơi này đúng là có một nguồn linh mạch tuy không lớn lắm, nhưng trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh có linh khí giạt rào, vừa lúc rất thích hợp với hắn. Khó tìm được linh mạch nào như thế, đương nhiên nơi này đâu thể là vật vô chủ. Vừa rồi sau khi thầm niệm đảo qua, hắn liền phát hiện trong khu vực lân cận có hơn 10 tòa động phủ có tu sĩ. Những động phủ lớn thì tập trung khoảng mười mấy người, nhỏ thì mỗi người độc chiếm một ngọn núi. Bất quá tu vi cao nhất cũng chỉ có hai gã nguyên anh kỳ, còn lại đa số đều là mấy gã kết đan cùng với trúc cơ mà thôi. Nghĩ lại cũng thấy bình thường, nếu tu vi đã cao hơn thì cớ gì mở động phủ ở một nơi hẻo lánh như vậy. Khi đã là hóa thần kỳ, chính là có thể độc chiếm một động phủ trong khu vực dài cả vạn lý. Cho dù ngay cả nơi này linh khí rồi rào đi nữa, cũng không có một tu sĩ cao cấp nào lại chấp nhận ở tại một nơi nhỏ thế này. Chẳng qua hàn lập căn bản không dự định ở lại đây tu luyện lâu dài, nên tất nhiên không cần để ý kỹ lắm. Lúc này hắn bắt quyết niệm thần chú, kim quang trên người bừng sáng, môi khẽ nhúc nhích vài cái, nhưng không nghe phát ra âm thanh gì, tựa như đang truyền âm với ai vậy. Cách chỗ đứng của Hàn Lập ước chừng trăm dặm, trong lòng một ngọn núi có một lão già vận đạo bào, mái tóc trắng xóa, đang đối diện với đỉnh lô cao hơn trượng bên trong một căn mật thất xung quanh bày ra cấm chế cường đại, một tay bắt quyết niệm chú vẻ mặt trông rất khẩn trương. Bên dưới đỉnh lô, xuất hiện một cỗ hỏa diễm lam sắc bay quanh uốn lượn, đồng thời từ giữa đỉnh toát ra một mùi hương linh dược tràn ngập nồng đậm. Bỗng nhiên xuất hiện một cổ áp lực thần niệm mạnh bạo kinh người, không thèm để ý đến tầng cấm chế bên ngoài, mà lập tức xuyên thẳng vào bên trong mật thất. Đạo bào lão giả lấy một tia ngăn cản cũng không có cơ hội ra tay, bỗng vịt một tiếng đã bị cổ thần niệm mang theo sức mạnh cực lớn đè sát xuống mặt đất, cả người không thể nhúc nhích được chút nào. "A!" À, lão giả thất thanh la lên, tự nhiên trong lòng vô cùng hoảng hốt. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng gì, một âm thanh nam tử lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng xung quanh mật thất. "Bổn tỏa có việc cần" muốn mượn nơi này sử dụng một chút ta không muốn bất kỳ ai đến quấy dày những ai nghe được truyền âm của ta phải lập tức ly khai khỏi nơi đây trong vòng một ngày còn ai dám ở lại xung quanh đây sẽ được vĩnh viễn nằm lại mấy câu nói đơn giản vừa chấm dứt lập tức cổ thần niệm cường đại liền tán loạn không thấy nữa đạo bao lão già cảm thấy trên người nhẹ tinh liền lập tức khôi phục lại cử động như trước sau khi hắn run rẩy đứng thẳng lên thì trong mắt hiện lên nét kinh hoàng lão già cân nhắc một lát bỗng nhiên dẫm chân một cái thân hình thoáng động liền nháy mắt chạy ra khỏi mật thất ngay cả đỉnh lô mà hắn hết sức coi trọng cũng không dám liếc mắt nhìn qua một lúc sau đạo bạch quang từ phía sau ngọn núi bay lên không trung kế tiếp xoay người một cái liền nhắm hướng chân trời phá không bay đi cũng giống như vậy ở các nơi khác trong phạm vi mấy trăm dặm đều đồng thời diễn ra cảnh tượng tương tự từng đạo độn quang từ các nơi bay túa ra những người trước đây vốn chiếm giữ linh mạch đều vô cùng hoảng sợ mà rời khỏi đây hơn nửa ngày sau trên một dãy sơn mạch rộng lớn không có lấy một gã tu sĩ nhân tộc, chỉ lưu lại những tòa động phủ chống không người. chương 1752, Luyện Thần Tầng 1 Thần niệm Hàn Lập quét qua phạm vi mấy trăm dặm sau khi xác định đúng là không còn tu sĩ nào ẩn nặc không đi, liền tái khởi độn quang hướng phía sườn núi phóng tới. Thanh quang vừa thu lại, Hàn Lập liền xuất hiện ở phía trước một tấm thanh sắc thạch bích. Làm mang trong mắt hắn lóe lên đánh giá thạch bích, sau đó chữ vật chạc trên cổ tay hắn run lên, vài đoàn thanh quang bay ra, lóe lên một cái, liền hóa thành mấy đầu cử viên khôi lỗi. Không cần hàn lập phân phó cái gì, những khôi lỗi này liền lập tức dùng 10 đầu ngón tay phóng ra thanh mang dài hơn thước, liên tiếp đánh về phía thạch bích. Thanh quang lấp lánh, thạch bích cứng rắn vậy mà như đậu hũ là tả rơi xuống, trong nháy mắt, một cửa vào cao chừng 10 trượng hiện ra trước mắt. Mấy khôi lỗi này vừa động thân hình một cái, liền tiến nhập vào trong đó. Lúc này, hàn lập cũng không nữa để ý tới những khôi lỗi này nữa, hắn khẽ động tay áo, một đoàn kim quang từ đó bắn nhanh ra, sau khi xoay tròn vài vòng, liền biến thành một con thú dài hơn thức hiện ra ở trên mặt đất. Con thú này thân thể có lông mau dựng đứng, màu vàng rực rỡ, nhìn qua giống như một con báo con. Chính là con báo lân thú kia, con thú này ngoài thân kim quang lấp lánh, hình thể nhanh chóng cuồng trướng, trong nháy mắt liền biến lớn hơn một trượt, răng nanh lộ ra ngoài, trên người hiện ra từng đạo hoa văn đen tuyền quỷ dị, trên đầu cũng mọc ra một đôi sừng bạc dài cỡ vài tấc. Từ nó phát ra một cỗ hơi thở đáng sợ không nói ra lời. Đi tuần ở phụ cận cho ta, không được cho bất cứ kẻ nào đến gần ngọn núi. Hàn lập phân phó một tiếng. Báo lân thú khổng lồ giống lên một tiếng, bốn chân liền sinh ra một cỗ khí đen, lập tức chui xuống lòng đất, không thấy bóng dáng. Hàn lập thì khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ, yên lặng chờ động phủ trước mắt khai mở hoàn toàn. Báo lân thú hiện giờ biến ra hình dạng như vậy cũng có chút ngoài dự liệu của hắn nguyên nhân cũng là do con thú này ở trong nhiễm hàn giới ăn vào một quả nội đan ám thú vương. Ban đầu con thú này sau khi ăn vào nội đan, liền ngủ say một mạch hơn 10 năm mới thức tỉnh. Mà con thú này vừa tỉnh dậy, Tu Vi liền lập tức tiến nhanh, cứ thế dễ dàng tiến cấp tới luyện hư, bề ngoài cũng trở nên vô cùng dữ tợn. Hàn lập đối với việc này cũng chỉ đành gật gù kêu là lạ. Bất quá con thú này bản thân vốn có một tiêu huyết mạch của chân linh kỳ lân, hơn nữa lại được ăn vào yêu đan của con ám thú vương cấp kia, lần trưởng thành này có biến hóa kinh người, có vẻ là cũng không phải không thể tiếp nhận. Mà tiềm lực của báo lân thú, có vẻ như chưa dừng lại ở đó. Trong mấy chục năm sau đó, con thú này được hàn lập dùng lượng lớn linh đan bồi dưỡng, mấy năm trước không ngờ lại tiếp tục lên cấp lần nữa, tiến vào luyện hư trung kỳ, lại xuất hiện thêm nhiều loại thần thông lợi hại dị thường. Theo hàn lập phỏng đoán, tu sĩ luyện hư hậu kỳ bình thường cũng không thể là đối thủ của con thú này được mà dáng vẻ của báo lân thú chẳng qua mới chỉ là bắt đầu tiến vào trưởng thành điều này khiến cho hắn đối với con thú này sau khi trưởng thành không khỏi rất là mong đợi bởi vậy bây giờ đem con thú này thả ra tất nhiên hắn thấy rất yên tâm chỉ cần không phải là thánh giai tu sĩ hợp thể kỳ chắc chắn không thể đến gần ngọn núi này sau khi cân nhắc trong lòng như vậy hàn lập chậm rãi nhắm hai mắt lại vài canh giờ sau mấy đầu cửa viên khôi lối cuối cùng cũng đem động phủ mở hoàn thành liên tiếp đi ra khỏi cửa động phủ. Hai mắt hàn lập mở ra, tay áo khẽ vung một cái, mấy khôi lỗi này hóa thành một đoàn thanh quang biến vào trong ống tay áo. Tiếp đó hắn đứng dậy, một tay lật một cái, một đống trận kỳ bỗng nhiên hiện lên trong tay. Hàn lập giơ tay lên, hơn 10 đạo linh mang màu sắc khác nhau hướng bốn phía bắn đi, lóe lên rồi biến mất trong hư không không thấy bóng dáng. Vô số cỗ xương mù tự dưng hiện ra, trong phút chốc liền tràn ngập khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, trong phạm vi trăm dặm bên cạnh ngọn núi hết thảy đều biến thành một biển xương mù mịt mờ không cách nào thấy rõ cái gì hàn lập thấy vậy một tay bấm niệm pháp quyết hư không một trảo bạch quang lóe lên trong tay liền xuất hiện một cái pháp bàn hình tròn cỡ bàn tay khai hàn lập điểm nhẹ một ngón tay lên pháp bàn quát khẽ trong miệng một tiếng tức thì trong xương mù hiện ra trăm ngàn phù văn màu bạc cỡ cái đấu sau khi quay tít một vòng liền lóe lên biến mất lúc này hàn lập mới đem pháp bàn thu lại Hướng cửa vào thạch bích đi tới. Thân hình hắn vừa mới vào trong, tay áo run lên, một tấm cửa đá màu xanh từ đỉnh chóp rơi xuống, đem cửa vào hoàn toàn phong kín. Linh quang phía ngoài cửa đá hiện lên, liền cùng với thạch bích bên cạnh hợp thành một thể, cho dù có đứng gần trong gan tắc cũng không thể nào nhìn ra có gì khác thường. Bởi động phủ này vốn là do Hàn Lập điều khiển khôi lỗi mở ra, nên tự nhiên đối với cả tòa động phủ này hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn không nói thêm gì, trước tiên hướng dược viên đi tới mang một chút linh dược gieo xuống. Tiếp đó hắn lại ở trong động phủ bố trí vài tầng cấm chế loại nhỏ, sau đó liền hướng thẳng tới mật thất đi tới. Sau khi qua vài ngã rẽ, trông thấy cửa đá của mật thất, hắn bỗng nhiên vỗ vào eo lưng một cái. Một cái bóng trắng nhàn nhạt, nhạt bay ra, một nữ tử thân mặc bạch y dung mạo xinh đẹp hiện ra, tư thế oai hùng, cả người tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, nhạt. Chính là thông linh khôi lỗi oa oa kia, oa oa lúc này cùng với trước kia có chút bất đồng. Không những trong mắt có thêm một viên châu lam sắc cỡ ngón cái, giống như được khảm vào trong đó, hơn nữa ánh mắt hơi đổi, so với trước kia linh hoạt hơn mấy phần. Cái này tự nhiên là hiệu quả do viên ly thủy châu kia mang đến. Trải qua gần trăm năm được dị bảo này bồi dưỡng, thân thể thông linh khôi lỗi oa oa trở nên lạnh lẽo vô cùng, cũng từng chút từng chút một càng ngày càng giống với ly thủy chi thân. Mặc dù những thay đổi này cũng không quá rõ ràng, phải mất tới gần trăm năm mới có thể nhìn ra được một chút, nhưng như vậy cũng khiến cho Hàn Lập hết sức hài lòng. Hơn nữa ngay cả linh tính của Hoa Hoa, dường như cũng đang có chút gia tăng. Cái này tự nhiên lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Thần niệm dưới mắt Hàn Lập vừa động, liền đối với nàng này ra một chút lệnh đơn giản, sau đó lóe một cái hắn tiến vào trong mật thất. Hắn giơ tay lên, một cái bồ đoàn màu vàng nhạt liền bay ra. Hắn khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, từ từ khép hai mắt lại, sau đó không hề nhúc nhích, chỉ thi thoảng thấy trên mặt hắn có một tầng thanh quang trong suốt lưu chuyển không ngừng. Lần nhập định này của Hàn Lập kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong suốt thời gian này chưa từng mở ra hai mắt. Mà ở phía ngoài ngọn núi hắn ở thì bắt đầu có chút xôn xao. Bởi có nhiều tu sĩ như thế bị hắn cậy mạnh đuổi đi, có tên dứt khoát cao chạy xa bay, có người thì đi tìm nơi khác nương tựa ở những hảo hữu trí giao gần đó. Nhờ đó những tu sĩ khác ở khu vực lân cận cũng biết được chuyện này một chút, hiểu rằng ở gần đây có thêm một tên tu sĩ cao dài có thần thông sâu không lường được, chỉ bằng thần niệm lực liền có thể dễ dàng cấm chế cấp nguyên anh, có vẻ như là một gã tu sĩ cao giai luyện hư kỳ. Bởi vậy, những tu sĩ này tự nhiên sinh tâm lo lắng đề phòng, sợ vị tiền bối này tìm đến tận cửa. Nhưng sau đó không lâu, bọn họ biết được chỗ Hàn Lập ở bị xương mù trắng hoàn toàn phong tỏa thì lúc này trong lòng mới hơi buông lỏng. Bọn họ biết vị tu sĩ cao giai này cũng không có ý chiếm các khu vực khác nữa, chắc là chỉ cần một vùng đất như vậy là đủ rồi. Mặc dù trong lòng vẫn còn chút thấp thỏm, nhưng rốt cuộc cũng không cần phải rời bỏ động phủ hiện tại mà đi tới buổi sáng ngày thứ tư thân thể hàn lập hơi động một chút thanh quang trên mặt ngưng tụ hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra chỉ thấy hai luồng lam mang trói mắt trong mắt lóe lên ngay sau đó lại thu vào biến mất hàn lập liền thở dài một hơi trải qua ba ngày nghỉ ngơi hắn cuối cùng khiến cho tinh thần cùng pháp lực cũng trở nên vô cùng dư giả những mỏi mệt tích tụ bởi thời gian dài đi đường cũng toàn bộ tiêu biến cuối cùng hôm nay cũng có thể làm việc chính rồi Mặt hắn lộ vẻ hơi suy nghĩ một chút, tiếp đó liền lật bàn tay, tức thì trong tay biến ra một khối ngọc giản tinh xảo. Ngọc giản này có vẻ rất kỳ lạ, chẳng những có kim quang nhàn nhạt tản ra, lại căng rụt không ngừng trong lòng bàn tay như có linh tính, cứ như là nếu cầm không chắc là có thể thoát cái bay mất vậy. Hàn lập không thèm để ý tới điều đó, năm ngón tay nắm lấy ngọc giản, liền đem nó áp lên chán một cái, cũng lại tiếp tục nhắm mắt lần nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, không biết mất bao lâu, Hàn lập mới than nhẹ một tiếng, bỏ ngọc giản ra khỏi chán sau đó hắn mở mắt ra trên mặt có vẻ như đang đắn đo rất nhiều trong ngọc giản này tự nhiên chứa hoàn toàn là công pháp luyện thần thuật bằng kim triện văn thuật này phân thành ba tầng sợ là chỉ có thể tu thành tầng thứ nhất nhưng chỉ thế thôi cũng đủ cho thần niệm mạnh lên gấp hai lần tăng nhiều đến mức có thể tin được như thế cộng thêm hàn lập vốn có thần niệm vượt xa cùng giai tồn tại nếu có thể tu luyện thành công thì những khó khăn lúc đột phá bình cảnh hợp thể kỳ cơ hồ có thể giảm đi non nửa so với bất kỳ loại linh đan diệu dược nào cũng mạnh hơn mấy lần cho nên ngay từ đầu khi hàn lập có được chỗ kinh văn này liền tìm hiểu ngay lập tức sau khi truyền thống từ lôi minh đại lục trở về thì không đắn đo mà bắt đầu tu luyện công pháp này hơn trăm năm trên đường trở về chứ nghiên cứu một chút bí thuật khác hắn cũng đem hơn phân nửa tâm tư đặt vào công pháp này luyện thần thuật tầng thứ nhất nói khó không khó nói dễ không dễ sở dĩ nói như vậy bởi người tu luyện phù hợp điều kiện của nó ở linh giới căn bản không có mấy người không phù hợp điều kiện thì không thể tu luyện thành công thuật này mà cho dù có miễn cưỡng tu luyện cuối cùng sẽ bị thần niệm mạnh mẽ cắn trả dẫn tới nổ tan xác mà chết với thần niệm lực và thân thể mạnh mẽ của hàn lập cũng đủ để tu luyện tầng thứ nhất bởi thế sau khi trải qua hơn trăm năm tu luyện hàn lập cũng đem tầng thứ nhất của luyện thần thuật tìm hiểu hoàn toàn cũng tu luyện đến một bước cuối cùng này bởi vì công pháp này là tiên giới bí thuật dùng kim triện văn viết thành nên dựa theo kinh văn nói mỗi lần tu luyện một tầng đại thành liền sinh ra thiên tượng có thanh thế không nhỏ cho nên đối với bước cuối cùng này tốt nhất nên tìm một chỗ bí ẩn hơn nữa ở phụ cần không có gì bất cứ cái gì cường đại là tốt nhất mặc dù mấy năm trước hàn lập đã đem tầng thứ nhất của luyện thần thuật tu luyện gần hoàn thành nhưng lúc ấy thân đang ở nơi hoang dã nếu không may thu hút cổ thú cường đại nào đó tới hắn có thể gặp nguy tới tính mạng hiện giờ hắn thân đã ở trong nhân tộc lại ở trong một vùng đất vắng vẻ tự nhiên có thể đem tầng thứ nhất của luyện thần thuật tu luyện đại thành rồi vừa rồi hắn thở dài là vì tầng thứ hai của luyện thần thuật có độ huyền ảo vượt xa tầng thứ nhất để có thể tìm hiểu thấu triệt là vô cùng khó khăn nếu không bỏ ra trăm năm chuyên tâm nghiên cứu thì cũng đừng mong đợi gì chưa nói tới việc tu luyện luyện thần thuật tầng thứ hai này mới nói tới điều kiện đã thấy vô cùng hà khắc rồi tay hắn nhoáng lên một cái ngọc giản giữa những ngón tay bỗng nhiên lóe lên biến mất Tiếp đó hắn lấy ra mấy cái bình ngọc lớn nhỏ khác nhau, liền đổ ra một chút đan dược rồi ăn vào, tay áo một lần nữa run lên, từ đó bay ra chín cái vòng tròn ngân quang nóng lánh, sau khi bay vòng quanh thân thể một chút, liền lơ lửng ở bốn phía bất động. Thân sắc hàn lập nghiêm nghị, hai tay bấm một pháp quyết cổ quái, kim quang trên người bỗng nhiên vụt sáng. Một kim sắc hư ảnh ba đầu sáu tay liền hiện ra ở phía sau lưng. chương 1753, Quốc gia, Phạm Thánh Pháp tướng cũng không ngừng kết ra kim thân, nhưng sáu cánh tay kết một loại pháp quyết, hai cái đầu đã có khuôn mặt rõ ràng môi khẽ nhúc nhích, rõ ràng đang khẽ niệm cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, có tiếng phạm âm cứ từng đợt, từng đợt vang vọng trong mật thất. Đồng thời kim quang trên mặt hàn lập lưu chuyển, da thịt bên ngoài thân chuyển động một trận, từng khối từng khối kim sắc lân phiến từ từ hiện ra. Rõ ràng cái này là biểu hiện cho thấy phạm thánh chân ma công đã vận chuyển tới cực hạn. Chín vòng tròn màu bạc lơ lửng ở bốn phía khẽ run lên, cũng bắt đầu trở nên chói mắt, có tiếng vù vù truyền ra. Âm thanh này cùng tiếng phạm âm vang vọng trong mật thất hô ứng lẫn nhau, giống như liền lạc một thể không có chút nào trói tai, mà như là có cùng nguồn gốc vậy. Phốc phốc hai tiếng, sau lưng Hàn Lập cùng với Phạm Thánh Pháp tướng bỗng nhiên có một vầng sáng màu vàng kim từ từ hiện ra. Vầng sáng phía sau lưng Pháp tướng rõ ràng lớn hơn một vòng so với phía dưới, nhưng nếu nói về độ dày thì còn xa mới bằng được vầng sáng phía dưới. Hàn Lập hừ nhẹ trong miệng một tiếng, pháp quyết trong tay liền biến đổi hai vầng sáng kim sắc quay tít một vòng, vô số phù văn màu vàng tuôn ra từ trong vầng sáng, cái nào cũng có màu vàng kim, trói mắt dị thường. Nếu tập trung nhìn kỹ một chút, thì sẽ phát hiện những phù văn này hóa ra tất cả đều là kim triện văn. Phảng phất nhận thấy lời triệu hoán bằng kim triện văn, dị biến trên chín vòng tròn màu bạc cũng hiện ra. Ở trong tiếng vù vù, một lũ phù văn màu bạc lớn cỡ nắm tay từ trong chín vòng tròn nhanh chóng bay ra, cũng hướng tới vầng sáng kim sắc bắn tới những phù văn màu bạc này thì rõ ràng là ngân khoa văn trong nháy mắt hai loại linh văn hai màu kim ngân đồng thời xuất hiện ở trong vầng sáng hơn nữa càng ngày càng nhiều một lát sau liền trải rộng khắp các nơi của vầng sáng nhưng vẫn có đại lượng phù văn không ngừng toát ra điên cuồng tràn vào trong đó thân hình hàn lập không nhúc nhích nhưng khuôn mặt vốn không chút biểu tình liền lộ ra vẻ cố hết sức phù văn trong vầng sáng càng gia tăng lại càng trở nên rõ ràng hơn chỉ trong chốc lát hai mắt hàn lập trợn tròn như chuông đồng thời hắn hét một tiếng lớn như sấm động giữa trời quang ngay lập tức chín màu bạc vòng tròn đồng thời kêu lên một tiếng bén nhọn vỡ tung ra hóa thành từng đoàn ngân quang biến mất vào trong hư không mà vầng sáng kim sắc sau lưng hàn lập cũng xoay tròn điên cuồng dường như đang không ngừng thủ nhỏ lại những phù văn hai màu kim ngân trong đó cũng theo đó mà thu nhỏ lại kết quả chỉ mất không tới thời gian mấy hơi thở mấy ngàn phù văn thu nhỏ thành cỡ hạt gạo bản thân vầng sáng kim sắc cũng hóa thành một quang cầu quỷ dị cỡ nắm tay, có màu vàng kim sáng chói. Vầng sáng kim sắc phía trên cao, dưới sự thúc giục của phạm thánh pháp tướng, tương tự cũng hóa thành một viên kim sắc quang cầu khác từ từ rơi xuống. Sau khi một tia sáng lóe lên, phạm thánh pháp tướng liền biến mất không thấy. Kể từ đó, bên cạnh Hàn Lập chỉ còn lại hai khỏa quang cầu nhẹ nhàng nhấp nhô. Sắc mặt Hàn Lập ngưng trọng dị thường, một ngón tay hướng hai quang cầu nhẹ nhẹ điểm một cái sau hai tiếng siêu siêu, hai khỏa kim sắc quang cầu lóe lên, chui vào trong chán không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trên chán hàn lập mồ hôi to như hạt đậu, thân thể cũng lớn thêm một vòng, da thịt tứ chi cũng ngày càng run rẩy xuất hiện một cây như sừng cứng rất lớn ở dưới lân phiến như muốn phá ra thịt mà ra. phảng phất như có thứ gì đó đang ở trong thân thể của hàn lập tác yêu tác quái khiến cho hắn có vẻ mặt vô cùng thống khổ. Không lâu sau, linh quang trên đỉnh đầu hàn lập nhấp nhoáng, bỗng nhiên bị một tầng quang mang tử kim bao vào trong, lúc lớn lúc nhỏ vô cùng bất ổn mà trên gương mặt hắn thì có một chút phù văn kim ngân thoát ẩn thoát hiện giống như có thứ gì muốn từ đó chạy ra nhưng lại bị mạnh mẽ lôi trở về thoạt nhìn thật sự vô cùng quỷ dị hàn lập lúc này nhắm lại hai mắt pháp quyết ở hai tay như bánh xe không ngừng biến hóa giống như đang liều mạng thúc giục cái gì đó khiến cho bên ngoài thân kim mang lúc sáng lúc tối không ngừng lập lòe cùng thời gian này ở ngọn núi phía trên động phủ cũng xuất hiện cảnh tượng kinh người Vốn là một bầu trời xanh biếc mây đen trải dài vạn dặm, bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Tiếp theo đó cả bầu trời như ngày một ảm đạm đi, một đám mây đen lớn từ từ kéo đến, khiến bầu trời bao la trong phạm vi trăm dặm trở nên tối như đáy nồi. Vốn dĩ cuồng phong đang mãnh liệt như vậy nhưng lại đột ngột bị thu lại, một dòng nước lạnh không biết từ chỗ nào chui ra, ở trong mây cuồng loạn không ngừng. Sau khi một lớp mưa đá màu lam cỡ nắm tay rơi xuống, những bông tuyết to như lông ngỗng liền từ không trung tầm tã rơi xuống chỉ sau một chốc thời gian khu vực này liền hóa thành một bầu trời của băng tuyết nơi nơi trong suốt giống như sông băng ở vùng cực hàn vậy bão tuyết còn chưa hoàn toàn dừng lại cơn gió nóng như giang từ trong mây thổi xuống đám mây đen dày vô cùng vậy mà bị thổi tán loạn từng chùm tia sáng mặt trời trong nháy mắt chiếu nghiêng xuống lúc này bất luận ai ở trên núi nhìn bầu trời lúc bấy giờ cũng không khỏi có chút biến sắc hít sâu một hơi hiện giờ còn đang là buổi trưa vốn là phải thấy đồng thời mấy mặt trời Giờ phút này lại chỉ còn có một đang lập lòe sáng, những mặt trời khác tất cả đều biến mất không thấy đâu. Mà mặt trời còn sót lại cũng mơ hồ phát ra ánh vàng óng ánh, bầu trời xanh thẳm bao la cũng chẳng biết từ khi nào biến thành vẻ đạm bạc. Dưới sự giao hòa của ánh sáng hai màu kim ngân cả khu vực phía dưới giống như một thế giới thần bí. Bất quá nếu như có người một hơi từ ngọn núi chỗ Hàn Lập ở phi độn ra ngoài mấy trăm dặm sẽ thấy hiện tượng thiên văn kinh người kia rốt cuộc cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Một khi bay ra cách biển sương mù chừng hơn 300 dặm sẽ thấy không trung vẫn nắng chói trang, mà bầu trời cũng vẫn xanh thẳm như ban đầu, chẳng qua bầu trời ở trên biển sương mù có quang hà màu bạc mỏng manh lấp lánh không ngừng mà thôi. Nhưng thật ra những tiếng vang ùng ùng từ phương hướng đó truyền tới lại khiến không ít tu sĩ vốn sinh lòng cảnh giác cũng rối rít cả kinh phi độn từ trong động phủ ra. Bọn họ hoặc đứng vững vàng ở trên đỉnh núi, hoặc trực tiếp khu động bảo vật bay đến trời cao, tất cả đều hướng về phía biển sương mù nhìn lại, Tất cả đều mang một vẻ mặt vô cùng kinh nghi Ở bầu trời trên một ngọn núi cách biển Sương Mù không đầy 10 dặm Có mười mấy người đang lơ lửng ở trên cao ngàn trường Cũng như những người khác đang nhìn về phía biển Sương Mù nơi xa Trong đó có một gã mặt mũi thanh tú mặc áo bào trắng Dáng vẻ như chỉ khoảng hơn 30 tuổi Nhưng hiển nhiên thân phận cao xa khác người Chân đạp một thanh kiếm lớn màu trắng đang đứng đầu đám người Còn mười mấy người nam nữ lao ấu thì hơi lùi về phía sau một chút nhìn về phía ánh mắt của người mặc áo bào trắng, dáng vẻ vô cùng kính cẩn. Người này quả thật là ba ngày trước đến chiếm mất ngọn hút nhật phong. Người mặc áo bào trắng cũng không thu lại vẻ kinh dị, cũng không quay đầu lại mà hỏi một câu. Khởi bẩm thúc tổ, người này đích xác là ba ngày trước mới tới húc nhật phong, sử dụng thần niệm lực vô cùng cường đại, cùng một lúc đem tất cả các tu sĩ ở gần đây đuổi đi sạch sẽ. Tiểu Điệt có một tên hảo hữu là Nguyên Anh Hậu Kỳ, ban đầu ở trong khu vực này. Hắn nói rằng dưới thần niệm lực đó căn bản không tài nào nhấc nổi chân, một thân pháp lực cũng bị áp chế không cách nào vận chuyển, bởi thế mới không dám phản kháng chút nào mà biết điều rời đi. Một lão giả râu tóc trắng muốt, cúi người một chút, cung kính trả lời. Ô, chỉ bằng thần niệm lực mà có thể cách không hoàn toàn áp chế một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, mặc dù có chút khó khăn, ta cũng miễn cưỡng làm được. Nhưng đồng thời áp trục mười mấy nơi tu sĩ động phủ, cái này cũng không phải tu sĩ luyện hư có thể làm được. Cho dù là luyện hư đại thành tu sĩ cũng rất không có khả năng. Người mặc áo bào trắng thần sắc có chút quái dị, chậm rãi nói. Thuốc tổ có ý nói là, vị tiền bối này là hợp thể kỳ hay sao? Lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, giọng nói có hơi chút thất thanh. Những người khác nghe vậy, cũng giật mình không kém, nhao nhao hít một khẩu lương khí. Chỉ từ thần niệm lực mạnh mẽ như vậy mà suy thì hẳn là rất có thể. Nhưng không loại bỏ người này mượn uy năng của dị bảo nào đó, hoặc là bản thân tu luyện bí thuật nào đó đặc biệt khiến thần niệm trở nên mạnh mẽ. Người mặc áo bào trắng sau khi suy nghĩ một chút, nói với vẻ cũng không thể khẳng định được. Thì ra là như vậy. Lão già tóc trắng bớt lo lắng đi một chút, có vẻ như cảm thấy cách giải thích này có lẽ còn có thể chấp nhận được. Hừ, cái này chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Cho dù người này không phải là tu sĩ hợp thể kỳ, cũng nhất định là luyện hư kỳ, hơn nữa 10 phần là đã tu luyện tới cảnh giới đại thành. Các ngươi ngàn vạn lần không được chọc vào người này. Đối với những cao giai tồn tại như vậy, Chân linh thế gia chúng ta cũng chỉ có cố gắng giao hảo, tuyệt không trở mặt. Người mặc áo bào trắng sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng phân phó. Tiểu Điệt sao dám đi chọc giận vị tiền bối này, nếu không phải vừa may thúc tổ đi ngang qua đây, nhất mạch của Tiểu Điệt thậm chí còn muốn lập tức rời khỏi nơi này, tìm kiếm nơi đặt chân khác cho gia tộc đặt chân ấy chứ. Lão già tóc trắng nở nụ cười khổ, thực ra cũng không cần rời khỏi nơi này, người này nếu ban đầu chẳng qua là dùng thần niệm đuổi người khác đi, xem ra chỉ là có chút bá đạo cũng không phải là người có lòng dạ độc ác gì. Hơn nữa nhìn hiện tượng thiên văn trước mắt, hẳn là người nọ mượn nơi này để tu luyện đại thần thông khó lường nào đó, cũng không phải có mưu đồ gì khác. Nếu chọn ở nơi vắng vẻ này hẳn là một gã tán tu không có gia thế. Nếu có thể lôi kéo hắn vào gia tộc đảm nhiệm chức vị khách khanh trưởng lão thì có thể khiến cho quốc gia chúng ta tăng thực lực lên rất nhiều. Cũng bởi thế, ta muốn ở nơi này của ngươi thêm một thời gian ngắn, xem có thể giao hảo với người này hay không rồi hắn nói ánh mắt người mặc áo bào trắng chấp động, liền nói như vậy. Thúc tổ nguyện ý tạm chỗ tiểu điệt, là đại vinh hạnh của nhất mạch chúng ta. Lão già tóc trắng nghe vậy, không khỏi mừng rỡ. Vị thúc tổ này của hắn hóa ra là một vị luyện hư sơ kỳ, ở tạm trong động phủ của bọn họ trong khoảng thời gian này chỉ cần tùy ý chỉ điểm cho bọn hắn một chút cũng đủ cho nhất mạch con cháu của bọn hắn có được ích lợi không nhỏ. Mặc dù hắn là tộc trưởng của quốc gia nhất mạch, nhưng chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ nguyên anh hậu kỳ mà thôi người mặc áo bào trắng rất hài lòng với thái độ của lão giả hơi gật đầu một chút ánh mắt lại hướng tới bầu trời trên biển sương mù ở đằng xa trong lòng không khỏi âm thầm đoán xem đây là loại đại thần thông nào của nhân tộc mà có thể hiện ra loại hiện tượng thiên văn này nhưng luyện thần thuật chính là bí thuật chân quý của chân tiên giới vị này ngay cả là cao giai của chân linh thế gia nhưng sau khi nhìn một hồi lâu tự nhiên vẫn không hiểu đó là cái gì may là ở nhìn hiện tượng thiên văn ở nơi này vẫn còn chưa thấy có gì kinh người chứ nếu thân mình ở trong biển sương mù người mặc áo bào trắng sớm đã trợn mắt hốc mồm nào có thể chấn định như vậy được dù sao linh giới cũng có một vài thần thông khi tu luyện mặc dù có thể cảm ứng được thiên địa nhưng cùng lắm cũng chỉ là khiến cho thiên địa nguyên khí ở xung quanh hỗn loạn một chút thôi tuyệt đối không thể có thứ nào kinh người giống như luyện thần thuật được nhưng ngay cả thiên tượng trước mắt cũng khiến cho người mặc áo bào trắng không dám coi hàn lập là tu sĩ bình thường trong lòng liền nổi lên ý muốn lôi kéo lại nhìn trong chốc lát sau đó thấy hiện tượng thiên văn phía xa không hề có thay đổi gì, người mặc áo bảo trắng lưu lại một gã thanh niên ở trên ngọn núi, còn mang theo những người khác về động phủ dưới chân núi. Những tu sĩ ở gần đó đến xem hiện tượng thiên văn, sau khi hoảng sợ một hồi, nhưng vẫn không thể nào tiếp tục quan sát được nữa, hầu hết đều thấp thỏm quay trở về động phủ. chương 1754, tiên vực cùng cấm thuật. Ở trung tâm biển Sương Mù, trên bầu trời là ngân quang lấp lánh, mặt trời vẫn tỏa ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì không thấy một chút gợn mây nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có gió nhẹ thổi qua. Trong phạm vi 100 dặm không nghe thấy chút âm thanh nào, cứ như là hết thảy đều bị một loại năng lượng thần bí nào đó ngưng trệ lại. Thời gian cứ từng chút, từng chút một trôi qua, nhưng hiện tượng thần bí trong biển sương mù vẫn cứ liên tục duy trì không đổi. Nhưng vào ngày thứ hai, ở giữa mặt trời màu vàng lại xuất hiện ra một vài đốm đen, khẽ chấp động. Ngày thứ ba, các đốm đen cũng ngừng tụ lại ở trung tâm mặt trời thành một đoàn bóng đen. Ngày thứ tư, đoàn bóng đen bắt đầu biến hình kéo dài ra, hơn nữa lại càng ngày càng mạnh. Ngày thứ năm, một sợi tơ dài nhỏ màu đen trở nên rõ ràng ở phía ngoài vầng mặt trời vàng, từ xa nhìn lại giống như một con mắt màu vàng đang nhắm, vô cùng vĩ đại. Cực kỳ quỷ dị, ngày thứ sáu, tất cả các hiện tượng thiên văn đều duy trì không có gì thay đổi, chỉ có mặt trời phát ra kim quang càng thêm chói mắt. Buổi trưa ngày thứ bảy, Hàn Lập vốn đang ngồi xếp bằng trong động phủ, liền mở ra hai mắt. Cùng thời gian đó, mặt trời biến thành một con mắt màu vàng vĩ đại, sợi tơ đen mơ hồ như uốn lượn một trận, cũng từ từ mở ra. Ở giữa hắc quang, một quang cầu bảy màu giống hệt như con người từ từ hiện ra. Ánh sáng diễm lệ ở mặt ngoài quang cầu lưu chuyển không ngừng, khiến người ta có một cảm giác như hiểu thấu được thiên địa vạn vật không thể nói lên lời. Chỉ chốc lát sau, ở phía dưới, bên trong ngọn núi bỗng nhiên có một tiếng hú như tiếng rồng ngâm truyền ra, thanh âm du dương như sông thẳng ra ngoài chín tầng mây. Trong một không gian khác, tại một nơi tối tăm không biết đâu là đâu, trong một cung điện trắng noãn đang lơ lửng trong không trung, có mấy bóng người mơ hồ chìm trong ánh sáng mênh mông, mỗi người đang ngồi ngay ngắn ở trên một đài cao vài chục trượng, đang từ xa chuyện trò với nhau điều gì đó. Những bóng người này cũng đều bị linh quang che lại hơn phân nửa hình dáng, phía sau có mấy chục tên đệ tử phục vụ dáng rất khác nhau, nam phụ lão ấu đều có, mọi người đều kính cẩn dị thương. Những tòa đài cao này xếp quay trung tâm một đóa hắc bạch kỳ hoa có đường kính trăm trượt, lặng lẽ lơ lửng ở tầng trời thấp, mùi thơm sực nước mũi, thần bị dị thường. Bỗng nhiên một nhân ảnh mơ hồ có thất sắc linh quang vờn quanh phát ra một tiếng kêu nhẹ, tiếp đó liên miệng kêu mấy tiếng cổ quái. Huyền Minh đạo hiếu, đã xảy ra chuyện gì, sao lại nói như vậy? Một nhân ảnh dưới bạch quang ở gần đó, thấy kỳ quái liền hỏi một câu. Có người tu luyện công pháp luyện thần thuật, hơn nữa tầng thứ nhất đại thành, dẫn phát thiên tượng liền bị tiên khí giám sát của ta cảm ứng được. Bóng người bảy màu sau khi do dự một chút, liền thành thật trả lời. Luyện thần thuật, thuật này sớm đã bị các đại tiên vực liệt vào cấm thuật rồi, còn có người dám mạo hiểm tu luyện. Cho dù như thế, phái người đem người tu luyện bắt lại là được. Đạo hữu cần gì phải kinh ngạc, nhân ảnh trong bạch quang vẫn có chút kinh ngạc hỏi, nếu thật sự là như thế, bần đạo tự nhiên sẽ không cần nói gì. Tiên khí giám sát cảm ứng được thiên địa phản ứng là đến từ trong một tiểu linh giới, không phải là người trong tiên vực tu luyện. Nhân ảnh bảy màu tên gọi Huyền Minh cười khổ một tiếng, nói: "Người hạ giới, quả thật có chút ngoài ý muốn, xem ra hẳn là có tên nào lén qua hạ giới, mang thuật này tới đó. Bất quá cũng không sao cả, luyện thần thuật ngay cả người tiên giới chúng ta tu luyện cũng không dễ. Chỉ là một tiểu linh giới, chắc chắn không thể tu luyện tới tầng cuối cùng được." Nhân ảnh trong bạch quang hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó cười một chút rồi nói vậy. Ừ, nói vậy cũng phải, ta mặc dù đảm nhiệm trước giám sát, nhưng không phải là người trong tiên vực ta tu luyện thuật này, vốn cũng không quản được việc này. Người này cho dù gặp may mắn tu luyện thành thuật này thật, thì khi độ kiếp phi thăng cũng không có thể giấu giếm được người của tiếp dẫn thai. Nhân ảnh bảy màu cũng mỉm cười trả lời. Hai người nói chuyện với nhau chẳng qua cũng chỉ là hàn huyên phiếm vài câu, mấy người khác nghe hai người nói vậy, ban đầu cũng có hơi chú ý, nhưng khi nghe đến là một gã người hạ giới tu luyện thuật này, thì cũng đều không để trong lòng, lúc này một người khác mỉm cười tiếp lời, liền chuyển sang hàn huyên những chuyện khác. Nhân ảnh trong thất sắc linh quang lại càng không đề cập tới chuyện này nữa, phảng phất như quả thực đem việc này quên đi sạch sẽ. Hàn lập thở dài ra một hơi, sau khi cảm ứng thấy thần thức tăng nhiều gấp đôi, có một cảm giác kỳ dị như mang đến cả thế giới, trong lòng hắn mừng rỡ dị thường. Luyện thần thuật tầng thứ nhất cuối cùng cũng tu luyện thành công mặc dù hắn còn chưa tiến vào hợp thể kỳ nhưng thần niệm mạnh mẽ của hợp thể hậu kỳ đại thành tu sĩ cũng không hơn gì cái này hắn thần niệm của hắn trong nháy mắt xuyên thủng mật thất xuất hiện ở ngoài ngọn núi kết quả chân mày không khỏi hơi nhíu lại hiện tượng thiên văn trong không trung đã sớm biến mất nhưng ở phía ngoài là một cảnh tượng vô cùng bừa bãi băng tuyết cuồng phong khi trước không phải chuyện đùa hoa cỏ cây cối ở gần đó chẳng những biến mất hơn phân nửa những cỏ cây còn lại tất cả đều ngã trái ngã phải như đang hấp hối một nửa trên của ngọn núi lại càng trụi lùi lộ ra vẻ hoang vu dị thường. Thần niệm của Hàn lập đảo qua mấy vòng ở phụ cận, sau đó lại hướng phía xa tiến tới, nháy mắt liền đem hết thảy mọi thứ trong ngàn dặm quét qua. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, thần niệm dừng ở trên ngọn núi bên cạnh biển sương mù, đem cả ngọn núi bao phủ lấy. Dưới chân núi có một động phủ, mà ở trong đó mơ hồ có thần niệm của tu sĩ cấp luyện hư đang dao động. Mặc dù ngoài động phủ này có một vài tầng cấm chế, nhưng trước thần niệm cường đại của Hàn lập tự nhiên mỏng như tờ giấy. Một luồng thần niệm ngưng tụ lại, liền trực tiếp xuyên thủng qua mấy tầng cấm chế, xuất hiện tại nơi cảm ứng thấy khí tức vừa rồi. Trong một gian mật thất, quả nhiên có một gã mặt mũi thanh tú, mặc áo bảo màu trắng đang ngồi xếp bằng. Luồng thần niệm này của Hàn Lập không hề che giấu, cộng thêm động thái mạnh mẽ xuyên qua cấm chế, nên khi vừa mới xuất hiện ở trong mật thất, trong nháy mắt đã bị người mặc áo bảo trắng nhận ra. Hắn mở hai mắt vừa nhắm, mỉm cười nói tại hạ cốc vân của núi nguyệt nam xin ra mắt đạo hữu chúc mừng đạo hữu thần thông đại thành núi nguyệt nam chẳng lẽ là núi nguyệt nam ở gần thành trần vũ thanh âm của hàn lập có chút ngạc nhiên hỏi một câu có vẻ không chắc chắn ha ha, không sai chính là núi đó chẳng lẽ đạo hữu biết cốc gia chúng ta điều này cũng làm cho người mặc áo bảo trắng có chút ngoài ý muốn mặc dù ta không nghe tới cốc gia nhiều nhưng đối với đại danh núi nguyệt nam cũng biết một chút nói như vậy tu sĩ ẩn cư trong núi này trong truyền thuyết ở ngoại giới chính là người cốc gia các ngươi rồi hàn lập chậm rãi nói hắc hắc đạo hữu chắc hẳn là có nghe nói qua về chân linh thế gia đúng không cốc gia chúng ta chính là một mạch truyền thừa từ thời thượng cổ đến bây giờ để cho huyết mạch được kéo dài bổn ra đúng là rất ít tiếp xúc với bên ngoài mặc dù người biết chuyện này cũng không nhiều nhưng với thần thông của đạo hữu biết chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi người mặc áo bào trắng cười nhẹ một tiếng chân linh thế gia Nói như vậy, người cũng biết Diệp ra cùng với Lũng ra. Hàn Lập hơi trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi. Diệp ra với Lũng ra cũng là những gia tộc lớn nhất trong các chân linh thế gia. Cốc gia chúng ta mặc dù không kém, nhưng so với hai nhà này, có lẽ vẫn kém hơn một bậc. Đạo hữu nhắc tới hai nhà này, chẳng lẽ biết con cháu của hai nhà này. Người mặc áo bảo trắng có chút trần chờ. Ừm, tại hạ quả thực có tiếp xúc với con cháu của hai nhà này một chút, nhưng chưa đến mức gọi là thâm giao. Lại nói đạo hữu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng dừng lại không đi, không biết là có chuyện gì. Hàn lập nhàn nhạt hỏi, ha ha, nơi đây là chỗ ở của một tên con cháu của quốc gia chúng ta, vốn ta cũng chỉ là vừa đúng lúc đi qua nơi này, không nghĩ tới lại có thể gặp được đạo hữu ở đây tu luyện đại thần thông, quả thực rất đáng mừng, ta muốn kết giao với hàn đạo hữu một chút. Người mặc áo bào trắng kín người cười nói, thì ra là như vậy, hàn mỗ hiện tại đã tu luyện xong, nếu đạo hữu không chê thì giờ có thể đến chỗ ta gặp mặt một chút tại hạ cũng rất tò mò với một vài chuyện của các chân linh thế gia ta và ngươi trao đổi một chút hẳn là cũng rất có lợi thanh âm hàn lập chậm rãi nói như vậy chuyện này cốc mỗ cầu còn không được tại hạ sẽ qua đó ngay người mặc áo bào trắng nghe vậy tự nhiên mừng rỡ đáp ứng ngay vậy hàn mỗ xin ở trong động phủ đợi đạo hữu đại giá thanh âm hàn lập dần dần nhỏ lại một lát sau thần niệm đang ở trong mật thất tán loạn biến mất sau thời gian một chung trà một đạo bạch hồng phóng ra từ dưới núi này sau khi nhấp nháy vài lần, đã đến cách bên ngoài biển sương mù chừng hơn 10 dặm. Biển sương mù vốn yên tĩnh bất động, mấy phù văn màu bạc chừng cái đấu đột nhiên lóe lên, biển sương mù bỗng nhiên tách ra hai bên. Một lối đi rộng vài trượng từ từ hiện ra, có vẻ như nối thẳng tới tận sâu trong biển sương mù. Cốc Vân không có chút nào trần chờ, liền vận khởi độn quang bay vào trong đó, sau vài lần nhấp nháy, đạo bạch hồng độn quang liền biến mất ở sâu trong lối đi, không thấy bóng dáng. Lúc này, sương mù đã tách ra một lần nữa lại tràn tới lấp đầy như lúc ban đầu khi cốc vân bay đến ngọn núi trong biển sương mù hàn lập đã đi ra cửa lớn của động phủ đang mỉm cười chờ hắn tự bao giờ sau khi thấy hàn lập đúng như mình đoán là một gã luyện hư hậu kỳ đại thành tu sĩ nụ cười trên mặt cốc vân càng thêm rõ ràng hai người sau một phen nói những lời khách khí liền một trước một sau đi vào trong động phủ cũng không biết hàn lập cùng đối phương đã nói gì với nhau ở trong phủ nhưng ước chừng gần nửa ngày sau vị tu sĩ cốc gia này một lần nữa đi ra với vẻ mặt tiếc nuối, liền bay khỏi biển sương mù. Sau khi trở lại chỗ ở, cốc phân đối với lão giả ở phân chi của cốc gia dặn dò một phen, liền nhẹ nhàng rời đi. Cùng thời gian đó, Hàn Lập cũng đang ở trong mật thất trong động phủ, một tay vuốt vuốt một khối ngọc giản màu trắng, khuôn mặt trầm ngâm. Lũng gia này lại có danh hiệu đệ nhất chân linh thế gia, lại còn có cấp hợp thể chấn giữ gia tộc, sau này cần phải lưu ý một chút rồi. Hàn Lập lẩm bẩm nói nhỏ mấy câu, một tia sáng lóe lên trong bàn tay, ngọc giản liền biến mất không thấy đâu. Khối ngọc giản chính là do Cốc Vân tặng hắn, bên trong có ghi lại một vài thứ có liên quan tới chân linh thế gia, để cho Hàn Lập có một hiểu biết đại khái đối với chân linh thế gia của nhân tộc. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải là cái gì quá bí ẩn, đây cũng chỉ là thứ mà một khi lên cấp luyện hư, dần dần cũng sẽ thông qua những con đường khác mà có thể biết đến những chuyện này thôi. Vị cốc gia tu sĩ này cũng chỉ là thuận nước song thuyền mà thôi. Sở Dĩ vừa rồi Hàn Lập muốn mời đối phương đến động phủ nói chuyện, cũng là nghĩ đến trước kia hắn đã to gan đắc tội với chân linh thế gia là Lũng gia, khiến cho mưu đồ lớn của nhà này đối với Diệp gia sắp thành lại bại. Mặc dù đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì, chút thời gian này tự nhiên không đủ để cho Lũng gia quên đi hết thảy. Một khi hắn đã trở về nhân tộc, còn muốn ở lại lâu dài trong tộc, tự nhiên cần phải làm một chút phòng bị giải hòa đã. Lúc mới vừa nghe thân phận của Cốc Vân, trong lòng hắn liền nảy ra ý muốn mời đối phương đến động phủ nói chuyện. Đúng như hắn đã dự liệu, vị người Cốc gia này mới bắt chuyện cùng hắn không lâu, liền đưa ra lời mời muốn hắn gia nhập Cốc gia, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Hàn Lập tự nhiên uyển chuyển cự tuyệt, lấy tu vi thần thông của hắn hôm nay, không tội gì phải khuất phục trong một gia tộc. Huống chi lấy thân gia của hắn, những điều kiện mà Cốc Vân tự cho là hậu đãi kia vốn không cách nào đả động tới tâm tư của hắn một chút gì. Hàn lập thần sắc âm tình bất định sau khi tự cân nhắc một chút, lắc đầu đem việc này ném ra sau đầu, cổ tay run lên, một cuộn tranh dài hơn một thước bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt. chương 1755, Niệm Kiếm Quyết. Ngón tay điểm nhẹ một chút, cuộn tranh liền từ từ mở ra. Một cỗ sát khí kinh người phóng lên cao, trong bức tranh là một mảng mịt mờ vàng vọt, căn bản không thể nhìn thấy rõ được bất cứ cái gì. Lam quang trong suốt trong mắt Hàn lập lưu chuyển một trận, dưới linh mục thần thông, tức thì hình ảnh trở nên rõ ràng. Trong bức tranh rõ ràng là vô số phi kiếm màu vàng kim lớn nhỏ không đều màu vàng phi kiếm giải rác khắp nơi, mỗi một khẩu đều rất sống động, khí tức cũng khác nhau. Quỷ dị chính là, bức họa này rõ ràng không dài đến vài xích, vậy mà lại làm cho người ta có một cảm giác như nó đang dung nạp vô số phi kiếm trong đó. Hơn nữa dáng vẻ của những phi kiếm này mỗi cái một khác, có lớn có nhỏ, lớn thì giống như đang chống chọi với trời, làm cho người ta có cảm giác đáng sợ là nó phải dài tới chừng 10 trượng nhỏ cũng chỉ dài có hơn một tấc nhưng nhìn kỹ lại, ngay đến hoa văn trên thân kiếm cái nào cũng giống nhau như đúc, cả trên thân kiếm hoa văn cũng nhìn thấy hết sức rõ ràng, cứ như nó đang gần trong gang tấc vậy. Bức họa này đúng là bộ vạn kiếm đồ do hắn ngày đó lấy được trong cấm chế di chỉ ở Nghiễm Hàn giới. Cũng bởi trong tấm đồ này hiển nhiên có chứa một loại pháp môn tu luyện cực kỳ lợi hại, những năm gần đây Hàn Lập ngoại trừ tu luyện luyện thần thuật, cũng ở tấm đồ này hao tổn không ít thời gian, cũng từ đó mà lĩnh ngộ được một số thứ. Thứ lĩnh ngộ được từ trong vạn kiếm đồ tự nhiên là có liên quan tới kiếm quyết, lại cùng khu sử thần niệm có quan hệ thật lớn. Lấy tu vi của hắn hiện tại, sớm đã có thể thu luyện loại kiếm trận cuối cùng của thanh nguyên kiếm quyết, là thanh bản kiếm trận. Kiếm trận này so với Xuân Lê kiếm trận, tự nhiên uy lực còn lớn hơn nhiều. Nhưng sau mấy lần Hàn Lập gặp qua hợp thể kỳ ra tay, liền cảm thấy có chút chưa đủ. Cho nên hắn liền khéo léo đem những gì lĩnh ngộ trong vạn kiếm đổ dung nạp vào trong thanh bản kiếm trận. Kết quả là uy lực của kiếm trận mới quả nhiên tăng rất nhiều, hơn nữa biến hóa của nó lại càng thêm tùy tâm, chỉ cần nghĩ một cái liền có thể bố trí ra kiếm trận. Hàn lập ngắm nhìn vạn kiếm đồ trong không chung, ánh mắt không chút lay động. Thứ hắn lĩnh ngộ ra từ trong vạn kiếm đồ, hắn tự gọi là niệm kiếm quyết, hắn đem từ mưu đồ chung lĩnh ngộ ra đồ, tự hành xưng là đọc kiếm quyết, và lại trong đó cũng rất rõ ràng, niệm kiếm quyết này còn chưa được đến một hai phần mười thứ chân chính ẩn chứa trong vạn kiếm đồ. Chẳng qua là những thứ còn lại trong vạn kiếm đồ này, cũng quá mức thâm ảo, Vốn không phải một luyện hư kỳ như hắn có thể lĩnh ngộ ra được. Sau một lúc lâu, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, tay áo hướng trước người vung một cái. Thanh quang lóe lên, Vạn Kiếm Đồ liền một lần nữa biến thành hình dáng một bức tranh cuộn, cũng lóe lên biến mất trong hư không. Hàn Lập lại trầm ngâm cân nhắc, thu hoạch của hắn ở nhiễm Hàn giới có thể nói là không nhiều lắm. Ngoại trừ luyện thần thuật cùng với Vạn Kiếm Đồ, coi trọng nhất đúng là viên hư linh đan khéo mà giấu đi được. Hư linh đan này ngay cả hai tên hợp thể kỳ như thải Lưu Anh cũng coi trọng như vậy, không tiếc hao phí hơn mấy vạn năm để có được linh dược này. Từ đó có thể thấy rõ giá trị của nó to lớn đến mức nào. Đáng tiếc là linh đan này lần đầu tiên hắn nghe thấy, hơn nữa hẳn là đối với hợp thể kỳ mới có chỗ hữu dụng lớn. Cho nên trước khi lên cấp hợp thể thì đối với hắn cũng tạm thời vô dụng. Ngoài hư linh đan ra, hắn còn lấy được rất nhiều linh dược từ trong dược viên trong cấm chế di chỉ. Nhưng những linh dược này phần lớn cũng đã bán cho đám người thiên cơ tử, trong tay hắn cũng chỉ còn lại một hai gốc để sau này gây giống. Những thứ linh hoa linh quả độc nhất vô nhị kia mặc dù không thể nhận ra, nhưng chắc chắn mỗi gốc cũng là linh vật khó tìm ở linh giới. Trong đó hắn lưu tâm nhất, tự nhiên là một vài gốc cây lấy được cuối cùng như đài sen màu bạc. Linh dược này 89 phần 10 là một gốc cây chân quý nhất trong dược viên, nhưng hắn không biết lai lịch của nó, nên cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi hàn lập chỉ có thể hy vọng sau này có cơ duyên biết rõ cách dùng những thứ linh dược này cho dù như thế nhưng những quả hồng la kia có thể dựa theo cách điều chế mà chế ra một chút hồng la tiên tử rượu này có thể có kéo dài tuổi thọ lại có tác dụng cải thiện thể chất một cách kỳ diệu chắc là uống trước một chút cũng không có chỗ nào không tốt huống chi quả hồng la trong tay của hắn cũng là tích lũy dược tính không biết bao nhiêu vạn năm trở lên linh tử ủ ra nói không chừng còn có linh hiệu nào khác nữa về phần thực độc thảo cũng là chủ tài liệu để luyện chế nhiều loại đan dược có thể tinh tiến tu vi cho hợp thể kỳ, lại càng là đan dược chuẩn bị cho sau này lên cấp hợp thể. Ngoại trừ những thứ này ra, còn mấy tấm phủ đã hao hết linh lực cùng tấm tinh không đồ thu được trong tu di không gian của Bình Phong, cũng là thứ rất đáng nghiên cứu. Tin rằng đối với phù lục cùng trận pháp chi đạo cũng rất có giá trị tham khảo. Chẳng qua là thời gian hơn trăm năm trước, chủ yếu hắn dùng để tu luyện luyện thần thuật cùng một ít bí thuật khác, nên cũng không cách nào phân tâm vào những thứ này bởi thế hắn cũng chỉ có thể để hai vật này yên vị trong chữ vật chạc mà thôi. Hàn lập thầm tính toán mọi thứ trong lòng đến đây, ánh mắt khẽ chấp động. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một cái, liền thu lại tạp niệm, bắt đầu cân nhắc chuyện đột phá bình cảnh hợp thể kỳ. Thần niệm của hắn nay đã tăng nhiều, cộng với số lượng lớn linh đan lấy được từ lôi minh đại lục, tỷ lệ đột phá tự nhiên vượt xa tu luyện giả bình thường. Bất quá trước đó vẫn còn cần luyện chế một nhóm linh đan cùng pháp khí nữa dù sao đột phá bình cảnh hợp thể kỳ cùng với mấy lần đột phá trước khác nhau rất lớn chẳng những cần lượng lớn linh đan để phụ trợ còn cần phải bố trí một pháp trận khác mượn thiên địa nguyên khí tới để gia tăng tỷ lệ thành công cái pháp trận này là do hàn lập may mắn lấy được từ dị tộc khác trên đường trở về nghe nói pháp trận này là bí mật bất truyền của tộc đó nếu không phải pháp trận này hay là lần này dị tộc là không truyền chi mật nếu không phải do cơ duyên xảo hợp quả thực đúng là hắn không có cách nào có được phương pháp bố trí cái pháp trận này thực sự pháp trận này cũng không quá phức tạp nhưng kết cấu cực kỳ tài tình hơn nữa lại cần có vài loại pháp khí làm trận nhãn mới được những pháp khí này hiển nhiên hàn lập chỉ có thể tự luyện chế ra đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn mua nhiều tài liệu như vậy ở thiên uyên thành cổ tay hàn lập run lên chữ vật chạc hóa thành một đảo ô quang hướng không trung bay ra sau khi xoay tròn một cái liền lơ lửng bất động ở trong không trung bàn tay hắn hướng vòng tròn trong hư không ra một chiêu không quang lóe lên một cái đỉnh lô màu xích hồng cao thô trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện phía dưới vòng tròn tiếp đó từ trên chữ vật chạc có một cỗ thanh hà bay cuộn xuống linh quang trên mặt đất lấp lánh một đống hộp ngọc bình tử liên tiếp hiện ra bàn tay kết thành pháp quyết đỉnh lô phía trên không trung xoay tít một vòng trong chốc lát liền biến thành cao tới vài thước hàn lập khẽ mỉm cười một ngón tay hướng tới đỉnh lô điểm một cái Phốc suy một tiếng một luồng lửa xanh từ đầu ngón tay bắn ra ngọn lửa này nhẹ nhàng quấn quanh lô đỉnh, sau đó đột nhiên hạ xuống, lửa xanh dâng cao cuồn cuộn gấp mấy lần. Đồng thời trong mật thất toát ra hơi nóng rất lớn, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Lúc này Hàn Lập mặt không biểu tình, hướng một cái hộp ngọc quơ nhẹ một chảo. Cái hộp ngọc ngay lập tức liên tự động mở ra, một khối kim loại không biết tên tức khác bay ra từ đó. Mặt ngoài khối kim loại này có màu đen bóng nhoáng, trong đó mơ hồ phát ra linh khí li ti, hiển nhiên là một khối tài liệu bán thành phẩm đã trải qua luyện chế thô. Vèo một cái, khối kim loại đen nhánh thoáng cái liền chui vào trong đỉnh lô không thấy đâu. Tay áo hàn lập hướng vật này phất một cái, ngọn lửa màu xanh một lần nữa dâng cao, đem cả đỉnh lô nuốt trọn vào trong. Tiếp đó, liên tiếp hết tài liệu này đến tài liệu khác liền bị hút vào trong đỉnh lô. Cứ như vậy, hàn lập tốn ước chừng hai tháng mới luyện chế ra hết những thứ pháp khí cùng đan dược cần thiết. Lại bỏ ra thời gian nửa tháng nữa, lấy ngọn núi làm trung tâm, tỉ mỉ bố trí một tòa pháp trận khổng lồ. Sau đó, Hàn lập lại bế quan chừng hơn nửa năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đưa cả người đến trạng thái tốt nhất, cuối cùng bắt đầu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ ở trong mật thất. Lão giả tóc trắng ở chi nhánh của quốc gia, một ngày kia đang ở trong động phủ yên lặng đả tọa luyện khí, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung động một trận, ngay cả gian mật thất cũng bắt đầu lung lay. Lão giả này cả kinh, mở hai mắt, đang muốn hét lớn một tiếng hướng những tộc nhân khác hỏi xem là cái gì, liền lập tức biến sắc. Tức thì liền khởi lên độn quang, Hóa thành một đạo kinh hồng bay ra khỏi mật thất. Sau vài cái nhấp nháy, lão giả tóc bạch liền xuất hiện ở trên một tảng đá lớn trên ngọn núi, hướng biển sương mù phía xa nhìn với vẻ mặt ngưng trọng. Một chốc lát sau, lại có mấy đạo độn quang cũng từ dưới chân núi bay tới, chậm rãi dừng ở phía sau lão giả. Đồng dạng một màn này, cũng ở xung quanh biển sương mù liên tiếp diễn ra. Hiện tượng thiên văn, lại là hiện tượng thiên văn, ý nghĩ này cơ hồ như đồng thời run rên trong lòng mọi người chỉ thấy ở phía xa trong biển sương mù, chẳng biết từ khi nào đã hiện ra mười mấy cột sáng màu bạc phát sáng lập lòe. Mỗi cái cao chừng hơn trăm trượng, mặt ngoài có phù văn màu vàng nhạt, lấp lánh không ngừng. Mà sương trắng trong biển sương mù quay cuồng kịch liệt, từ không trung nhìn lại, khắp nơi đều là những điểm sáng đủ mọi màu sắc trôi lơ lửng, đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tụ về trong biển sương mù. Có người mới cảm ứng một chút, sắc mặt ngay lập tức liền trở nên tái nhợt. Trong phạm vi cảm ứng của thần niệm, tất cả thiên địa nguyên khí cũng như nổi điên hướng biển sương mù hội tụ về mấy linh mạch ở gần đó lại càng phun ra lượng linh khí hơn xa lúc bình thường giống như bị thứ gì đó hấp dẫn mãnh liệt bầu trời phía trên biển sương mù một đám ngũ sắc linh vân ngưng tụ thành trong nháy mắt đem nửa bầu trời che khuất từng trận sấm đùng đùng nổi lên từng đạo hồ quang màu tím trong mây phập phù hiện ra đan chéo vào nhau giống như một con tử sắc điện xà thoát ẩn thoát hiện trong đám mây bỗng nhiên có một tiếng hú dài từ trong biển sương mù truyền ra tiếp đó một cỗ linh áp khổng lồ phát ra. Linh áp này mạnh đến khó có thể tin nổi, cho dù cách tới mấy trăm dặm, nhưng đám nhân tộc tu sĩ ở bốn phía chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tu vi hơi yếu một chút, liền trực tiếp ngã quỵ hôn mê bất tỉnh, thất khiếu mơ hồ có vết máu chảy xuống. Tu vi cao hơn một chút như lão giả tóc trắng, cũng cảm thấy hai mắt tối sầm, cuống cuồng nửa quỳ ngã xuống đất. Những người này tự nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng bọn hắn còn chưa kịp có cử động nào khác, trong ngũ sắc linh vân đột nhiên có tiếng phạm âm truyền ra, các phù văn đủ màu trong mây như ẩn như hiện. Nhưng lúc này, từ ngọn núi trong biển sương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ như không phải tiếng người, tiếp đó một đạo kim quang bắn ra, tia sáng tản ra, liền hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh. Kim ảnh này cao chừng hơn trăm trượng, hai mắt lần này kim ảnh chừng cao hơn trăm trượng, hai mắt to như chuông đồng, răng nanh lộ ra, đúng là một con kim sắc cử viên hung ác dị thường. Nơi con vượn này vừa hiện thân ra, ngũ sắc linh vân trong không trung ngay lập tức có cảm ứng, tiếng sấm nổi lên, vô số tử sắc điện xà hướng một chỗ trong mây đồng thời bắn tới, liền hóa thành một tử sắc cự giao hình thể không chút nào kém hơn cự viên. Một tiếng sét đánh kinh thiên động địa truyền đến, ngoài thân tử sắc điện giao điện quang lập lòe, thân hình vừa động một cái, liền hùng hổ bổ nhào xuống phía trước. Kim sắc cự viên thấy vậy, tức giận dị thường, hai nắm tay khổng lồ đột nhiên đấm thùm thụp vào ngực, sau đó tung người nhảy đến nghênh đón con tử sắc cự giao. Chương 1756, tiến giai hợp thể thượng kim sắc cử viên vung hai nắm tay to như quạt hướng bổ lên, thoát một cái đã chộp lấy cổ con tử dao, vừa hống lên, hai cánh tay dùng lực đã đem cái đầu khổng lồ của con tử dao cứ thế mà vặn gãy xuống. Oanh một tiếng, thân thể con tử dao phút chốc hóa thành vô số luồng hồ quang tán loạn biến mất. Cự viên đột nhiên ngẩng đầu hít sâu một hơi, miệng mở rộng ra, phóng ra một tầng kim quang khổng lồ. Ngay lập tức hồ quang đang tán loạn kia liền bị kim quang vừa nhả ra ồ ạt bao vây lại, sau đó lại chui vào cái miệng lớn của con kim viên trong nháy mắt tất cả điện quang biến mất không còn. Không chỉ như thế, hư ảnh cự viên còn chưa có ý dừng lại, linh quang ngoài thân thể lưu chuyển một trận, cự viên hư ảnh còn chút nào dừng lại ý không có, bên ngoài thân linh quang một trận lưu chuyển, kim quang phun ra lại hóa thành một cột ánh sáng chui vào trong ngũ sắc linh vân. Trong linh vân có tiếng ầm ầm liên miên không dứt, ngũ sắc linh vân cứ thế xoay tròn lấy kim sắc quang trụ làm trung tâm. Các phù văn đủ màu như chịu một lực hút khổng lồ, ảo ạt bay từ trong linh vân ra, lại bị kim sắc quang trụ cuốn lấy, cuối cùng bị hư ảnh của cử viên hút hết vào trong bụng. Chỉ trong phút chốc, trong kim sắc quang trụ chi chít các phù văn đủ màu, rót xuống dưới như thủy triều đang xuống. Kim sắc cử viên há to miệng như một cái động sâu không đáy, sau khi không ngừng hút vào nhiều phù văn như vậy nhưng sắc mặt dường như không chút nào biến đổi. Các tu sĩ dọc theo biển sương mù cũng tận mắt nhìn thấy hết thảy điều này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nháo nhào cả lên. Trong lòng lão già tóc trắng không ngừng tụng mấy chữ, chân linh huyết mạch sơn nhạc cử viên, vẻ mặt còn kinh sợ hơn xa những tu sĩ khác. Hắn vốn là tộc trưởng một phân chi của chân linh thế gia là cốc gia, nên kiến thức hiển nhiên người thường không thể sánh bằng, ngay lập tức đã nhận ra hư ảnh màu vàng bên dưới tầng trời của biển sương mù chắc chắn là pháp tướng của sơn nhạc cử viên, trong lòng giật mình thon thót. Thảo nào người này không muốn gia nhập cốc gia chúng ta, hóa ra là bản thân hắn đã có chân linh huyết mạch. Nhưng pháp tướng này cũng quá kinh người đi, khoảng cách xa như vậy mà chỉ bằng khí tức đem đám người chúng ta chấn trụ hơn nữa hiện tượng thiên văn này thanh thế còn vượt xa lần trước nhiều thiên địa nguyên khí tụ tập đến chỗ này chẳng lẽ hắn đang đột phá bình cảnh hợp thể kỳ lão giả tóc trắng tu vi không cao nhưng đầu óc không đơn giản trong khoảng thời gian ngắn đã đem sự việc đoán chúng đến bảy tám phần trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ vô cùng lúc này bầu trời trên biển sương mù chẳng những hướng vào trong kim quang bay tới ngay cả ngũ sắc linh vân cũng vừa quay tròn vừa bị cuốn vào trong đó không lâu sau hình dạng linh vân trong không trung biến đổi rất lớn, kéo dài ra, trên to dưới nhỏ, trông như một cái phễu khổng lồ vô cùng quỷ dị. Linh vân vốn do lượng lớn nguyên khí biến thành, giờ đây hướng vào trong hư ảnh của cử viên điên cuồng rót vào. Nguyên bản hư ảnh của cử viên vốn có chút mơ hồ, nhưng sau khi những phù văn lấp lánh ngưng tụ lại, lại trở nên vô cùng chân thật và rõ ràng. Khoảng chừng sau nửa bữa cơm, tất cả ngũ sắc linh vân đều bị hấp nạp không còn gì. Hư ảnh của cử viên thấy vậy, nhưng vẫn chưa có ý dừng lại, miệng lớn khép lại, hai tay từ xa đập vào trong lồng ngực một cái, lập tức kim quang bên ngoài thân thể phát ra chói mắt. Phanh một tiếng, một cơn lốc mang theo hơi sương màu trắng từ nơi hư ảnh cự viên vừa đứng phóng ra, điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt trở nên khổng lồ vô cùng đem hư ảnh của ngọn núi bao phủ vào trong. Cùng thời gian này, một cỗ dao động vô hình từ trong cơn lốc cũng hướng bốn phương tám hướng tản đi rất nhanh, vượt qua biển sương mù, phạm vi tác động rộng như thế cũng khiến cho người xem trợn mắt líu lưỡi chỉ thấy thiên địa nguyên khí nội trong vạn dặm cũng bị lay động điên cuồng hóa thành những điểm sáng cỡ hạt đậu ồ ạt à tụ về trong biển sương mù vô số điểm sáng như thiêu thân lao vào lửa phóng về phía gần cơn lốc lớn lóe một cái đã không thấy bóng dáng mà từ trong cơn lốc truyền ra tiếng gầm của cử viên dường như có gì đó như không giữ nổi bình tĩnh lại có bộ dạng như đang chịu không ít thống khổ cùng với lượng ngũ sắc quang điểm càng nhiều tiếng hô của cử viên ngược lại cũng ngày càng thấp cuối cùng cũng không có tiếng gì vang lên nữa nhưng bất luận bao nhiêu điểm sáng từ bốn bề vào tới, cũng bị cơn lốc hút hết vào trong, cứ như là không cách nào đủ cho nó thỏa mãn vậy. Đám tu sĩ nhân tộc ở gần biển sương mù thấy vậy, không khỏi liên tục nuốt nước miếng không ngừng. Nếu là tu sĩ bình thường mà hút vào nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, chỉ sợ là sớm đã nổ banh xác mà chết rồi. Không đầy thời gian một bữa cơm sau, trong cơn lốc màu trắng có một tiếng vượn hót thê lương truyền ra, tiếp theo là một loạt tiếng nổ như trời đất đang sụp đổ. Cơn lốc kia cứ như thế mà vỡ ra, từng trận từng trận sóng không khí tràn ra bốn phía, những điểm sáng đông đúc trước đó cũng bị thổi đi tứ tán. Mà ở trung tâm của những làn sóng không khí ấy, hình ảnh khổng lồ của cự viên lại một lần nữa hiện ra. Bất quá hư ảnh lúc này cũng không còn màu vàng rực rỡ bên ngoài thân như lúc đầu nữa, mà trái lại có phù văn năm màu lúc ẩn lúc hiện, giống như cả thân thể dán đầy ngũ sắc linh văn vậy. Từ xa nhìn lại, cái này quả thực là quỷ dị. Mà hai tay cự viên lại ôm đầu, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng. Lúc thì thống khổ không chịu nổi, lúc lại vô cùng tức giận, một lát sau hai mắt nổi vần máu, giống như là đang trở nên rất điên cuồng vậy. Cùng lúc đó, những ký hiệu trên thân thể nó cũng hiện lên không ngừng, khiến cho thân thể lúc thì mơ hồ đi, lúc thì lại cực kỳ rõ ràng, có vẻ như là cực kỳ không ổn. Những người khác đang từ xa nhìn lại, tự nhiên mắt lớn mắt bé chừng hết cả lên, không hiểu ra làm sao cả. Chỉ có lão giả tóc trắng âm thầm kinh hãi, trong lòng sợ hãi vô cùng.